Cô gái này là Kỳ Tinh, nhân vật chính của câu chuyện ngày hôm nay. Mà nhân vật chính thì không bao giờ gặp suôn sẻ ngay đầu phim được nên Kỳ Tinh cũng không phải ngoại lệ. Cô đang bị mẹ giục kết hôn với người bạn trai Nhất Thần. Nhưng Kỳ Tinh lại nghĩ rằng chuyện đó không vội bởi vì dù sao Nhất Thần cũng đang đi công tác. Vì vậy việc cô ưu tiên bây giờ đó là mua nhà, kết hôn dù sao cũng chỉ là thủ tục mà thôi. Vì hôm nay công ty có cuộc họp với sếp mới nên Kỳ Tinh vội tạm biệt mẹ rồi đi làm. Cô không biết rằng người sếp về sắp tới tiếp quản công ty sẽ thay đổi cuộc đời của Kỳ Tinh sang một trang khác, cưỡi chiếc xe đạp đến công ty. Khi Kỳ Tinh đang đợi đèn đỏ thì Hoàng Vi Vi gọi tới nói với cô bạn rằng Lâm Chấn đang in bản thảo thuyết trình của cô để chút nữa báo cáo. Biết đây không phải lần đầu nên Kỳ Tinh nói rằng mình đã dở chút chiêu trò trong bản báo cáo rồi, dù cậu ta có thuyết trình trước cũng sẽ bị kẹt mà thôi. Nói xong Kỳ Tinh liền phi xe đến buổi họp nhưng không may lại va chạm với anh shipper khiến anh ta quệt vào xe của Hàn Đình. Anh chính là người sếp sắp tới của Kỳ Tinh đồng thời cũng là người bạn học đại học của cô, nghe thấy giọng Kỳ Tinh ở ngoài đang nói chuyện với tài xế. Hàn Đình liền nhận ra cô bạn đại học mà dặn tài xế của mình xin số của cô sau đó để họ đi. Nhìn vào trong cửa xe Kỳ Tinh tò mò không biết người đàn ông bên trong xe là ai mà giọng nói lại vô cùng quen thuộc, chuyển cảnh lúc sau đến buổi thuyết trình của nhóm Kỳ Tinh. Đúng như dự đoán cậu bạn cùng phòng của Kỳ Tinh đang thuyết trình thay cô luôn rồi tỏ ra báo cáo này như là của mình. Kỳ Tinh lúc này vừa đến nhưng không can dự để mặc cho Lâm Chấn tiếp tục phần thuyết trình, đến khi anh chàng này ấn vào phần trình bày thì lại không biết nói gì khi Kỳ Tinh đã sửa đổi một chút. Hàn Đình nhanh chóng nhận ra vấn đề khi đây là mô hình tính toán cốt lõi mà người làm ra như Lâm Chấn sao lại không đọc được. Chính vì thế anh biết rằng bản báo cáo này không phải do nhân viên này làm khiến Lâm Chấn muối mặt, thấy vậy Kỳ Tinh liền bước lên mà trình bày thay Lâm Chấn. Nhìn thấy Hàn Đình cô có chút bất ngờ khi không ngờ người bạn đại học năm xưa lại chính là sếp sắp tới của công ty. Nhưng việc nào ra việc đó Kỳ Tinh vẫn tiếp tục với bản báo cáo và tất nhiên vì là do cô làm nên rất nhanh đã thuyết trình một cách trôi chảy. Bất ngờ khi kết thúc cuộc họp Hàn Đình lại rời đi như không quen biết Kỳ Đình khiến cô ngạc nhiên. Trở về phòng làm việc Hàn Đình xem lại dự án robot Tiểu Bạch mà Kỳ Tinh đang trình bày. Anh thấy cô bạn năm xưa đại học của mình rất tiềm năng, chính vì vậy đã giúp đỡ dự án bằng cách hẹn gặp sếp Tiểu Triệu của Bệnh viện Nhân Ái cùng sếp Tăng Địch đến từ khoa học kỹ thuật Quảng Hoa. Ở đó anh muốn giới thiệu Tiểu Bạch đến những nhà đầu tư tiềm năng nên dặn Tăng Địch chuẩn bị để nói về chương trình này. Nhưng vì chuyên môn này thuộc về Kỳ Tinh nên Tăng Địch liền gọi cho cô nhân viên để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Trước khi tắt máy không quên dặn Kỳ Tinh ăn mặc sang trọng một chút vì đây là buổi hẹn của các lãnh đạo. Chính vì điều đó trở về nhà Kỳ Tinh đã nhờ bạn cùng phòng mình chuẩn bị giúp. Sau khi make up xinh xắn cô xuống nhà đợi sếp Tăng đến đón, ở trên xe Kỳ Tinh được sếp dặn dò chuyện công việc hôm nay rất quan trọng. Nếu ký kết được thành công sẽ thưởng cho cô gấp đôi trong dự án lần này. Nghe vậy Kỳ Tinh rất vui mừng khi bước tiến mua nhà của cô lại gần thêm chút nữa rồi. Đến điểm hẹn Hàn Đình và Kỳ Tinh bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Nhưng vẫn như lần trước anh lại không nói gì mà tỏ ra như không quen biết Kỳ Tinh. Ngồi đó Kỳ Tinh được sắp xếp ngồi cạnh sếp Triệu để chơi bài cùng ông. Điều này khiến Hàn Đình có chút ghen tị khi người của công ty mình lại phải ngồi đó. Bốn người họ cùng nhau chơi bài. Ở đó Hàn Đình vẫn giữ thói quen của thời đại học mà đọc được bài của Kỳ Tinh. Dù trong tay anh có quân bài có thể chặn được bài của Kỳ Tinh nhưng cuối cùng lại chọn nhường cô mà úp bài xuống. Điều này trợ lý Tăng của Hàn Đình nhìn thấy mà khó hiểu và bắt đầu để ý đến Kỳ Tinh hơn. Sếp Triệu lúc này viện cớ Kỳ Tinh đánh bài hay mà bắt đầu khoác vai khiến cô cảm thấy không thoải mái. Hàn Đình thấy vậy liền giả vờ nghe điện thoại mà gọi trợ lý của mình ra ngoài. Anh phê bình cô lại để nhân viên của mình đến chơi cùng. Sếp Tăng nói rằng mình đưa Kỳ Tinh đến đây chủ yếu là để giới thiệu về sản phẩm của lần này. Hơn nữa những thông tin kỹ thuật thì người như Kỳ Tinh mới có thể nắm bắt được. Ở bên trong sếp Triệu có vẻ rất ưng cái bụng khi cứ nhìn Kỳ Tinh, cô nhanh chóng nói ra việc sản phẩm mới của công ty mình để thu hút sự đầu tư. Sếp Triệu lúc này có vẻ tỏ ra hứng thú với sản phẩm này mà muốn kết bạn Zalo với Kỳ Tinh thì sếp Tăng đi vào gọi cô ra ngoài dặn cô về trước. Hàn Đình vẫn như hai lần trước lạnh lùng lướt qua Kỳ Tinh như không hề quen biết chỉ khi cô rời đi khuất anh mới quay mắt nhìn theo. Sau khi họp xong Hàn Đình đến một quán mì quen thuộc năm xưa mình từng ăn. Mọi thứ vẫn vậy chỉ là con người giờ đây đã thay đổi. Sếp Tiêu lúc này cũng đã tới, anh và Hàn Đình thực chất là những người đứng sau các dự án đầu tư của Tinh Duyệt. Những dự án sếp Tiêu đầu tư chấp vá thực ra cũng theo sự chỉ đạo của Hàn Đình. Ngồi đó sếp Tiêu nhắc đến Kỳ Tinh hỏi xem Hàn Đình có quen cô gái đó hay không. Điều này làm Hàn Đình khựng lại đôi chút mà trả lời nhẹ nhàng rằng hai người là bạn cùng lớp đại học, chuyển cảnh sau khi Kỳ Tinh trở về nhà. Cô cũng kể cho những người bạn tốt của mình nghe về việc mình và Hàn Đình năm xưa gặp nhau khi cùng thực hiện một dự án ở trường đại học. Lúc đó Hàn Đình thực sự đã thích Kỳ Tinh nhưng cô nào hay biết, thậm chí anh còn muốn thổ lộ tình yêu của mình với Kỳ Tinh khi hẹn nhau đi ăn tối. Nhưng khi về nhà ông của anh đã thông báo với Hàn Đình rằng anh phải chuẩn bị đi du học. Lúc đó dù rất buồn nhưng Hàn Đình không còn cách nào đã đồng ý,
Trước khi đi du học, Hàn Đình miễn cưỡng gửi tin nhắn cho Kỳ Tinh. Nhưng Kỳ Tinh không hề trả lời, bởi vì theo quan điểm của Kỳ Tinh, Hàn Đình chỉ rời đi mà không từ biệt nên cô rất tức giận mới làm như vậy. Hàn Đình không hề biết rằng Kỳ Tinh đã không nhận được tin nhắn ngày hôm đó nên vì sự hiểu lầm như vậy mà hai người đã bỏ lỡ nhau nhiều năm. Trở về nhà sau khi tắm rửa thơm tho, Hàn Đình đã kết bạn với tài khoản của Kỳ Tinh vào đêm đó. Nhưng Kỳ Tinh vẫn không biết Hàn Đình là chủ nợ của mình mà nghĩ đang nhắn tin với tài xế. Trong trường hợp này, Hàn Đình dự định tạm thời không nói cho Kỳ Tinh biết sự thật. Điều này thực sự khá tốt, chuyển cảnh sang ngày hôm sau ở công ty. Ở đó, trưởng phòng nói với mọi người rằng sếp Triệu đã đồng ý hợp tác với họ và dự định tổ chức tiệc mừng vào cuối tuần. Mọi người cùng Kỳ Tinh nghe tin tức này đều rất vui vẻ. Cùng lúc đó, Hàn Đình vô tình đến muộn cuộc họp khi lần đầu tiên tham dự hội đồng quản trị và bị chị gái của mình phàn nàn. Hai chị em họ vốn không ưa gì nhau nên Hàn Đình không để ý chuyện đó lắm. Một số người trong ban giám đốc đã đứng về phía chị gái Hàn Đình. Thậm chí còn nói rằng Hàn Đình từ nước ngoài về không có kinh nghiệm trong nhiều trường hợp. Chính vì vậy, đề xuất anh thực sự có thể làm việc cũng như lắng nghe nhiều hơn chị gái mình để phát triển. Tuy nhiên, Hàn Đình đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Anh lấy báo cáo những dự án mới mà mình đã xem và giao nó cho mọi người. Hàn Đình nói rằng đây là một dự án rất tốt và đáng để mọi người đầu tư. Điều này khiến chị của Hàn Đình không ngờ rằng Hàn Đình đã chuẩn bị đầy đủ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Sếp Uông ngồi đó sau khi nghe ý tưởng cũng cho biết ông sẽ luôn thúc đẩy sự phát triển của các thiết bị y tế thông minh. Người chú ủng hộ chị gái Hàn Đình bắt đầu lên tiếng phản bác. Ông nói rằng hiện giờ ngành in 3D trong lĩnh vực y tế quy mô lớn chỉ có hãng Hải. Nhưng họ lại không đầu tư ra ngoài như dự án mà Hàn Đình đề xuất. Vì vậy bản thân ông thấy việc chờ đợi là quá lâu lại cộng thêm sự mạo hiểm. Ông đâu biết rằng công ty hãng Hải đó thực chất là của Hàn Đình đầu tư ra. Tiếp nối ông chú của mình, chị gái Hàn Đình tiếp tục là người đầu tiên đứng lên phản đối. Tuy nhiên các giám đốc khác lại rất ủng hộ dự án y tế này. Hàn Đình đã nói trước mặt các cổ đông rằng mình sẽ tăng gấp đôi cổ phiếu của y tế Đông Phương lợi nhuận trong vòng 2 năm. Nếu không đạt được kỳ vọng đó anh sẽ từ chức. Nghe đến điều đó người chị liền đồng ý vì cô tin rằng Hàn Đình sẽ không làm được chuyện đó. Chuyển cảnh sang Kỳ Tinh được lãnh đạo gọi lên văn phòng, sau đó anh ấy nói về đánh giá cuối năm của Kỳ Tinh. Những nỗ lực của cô ấy trong 3 năm qua đều là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Chính vì thế tiền quỹ dành cho dự án cao nhất cũng phải là của cô, Kỳ Tinh rất vui sau khi nghe được điều này. Việc cô được lãnh đạo công nhận là điều xứng đáng. Chuyển cảnh sang Hàn Đình khi anh đang đi dạo lại gặp chú mèo rừng liền cho con mèo rừng nhỏ ăn. Ngồi đó anh nhớ lại chuyện mình và Kỳ Tinh năm xưa cũng nhận nuôi một chú mèo. Thực ra là vì Kỳ Tinh thích nó nên anh ấy nuôi cùng cô. Con mèo rừng nhỏ mà họ nhận nuôi vẫn ở trong nhà Kỳ Tinh cho đến tận bây giờ. Lúc này người bạn xếp Tiêu của anh đi tới. Cả hai ngồi cùng nhau bàn về những dự án sắp tới. Hàn Đình biết chị gái của mình đang cố tình gây rối với mình. Nhưng dù vậy anh tin rằng mình có thể đứng dậy trở lại và đạt được những thành tựu nhất định. Cùng lúc đó Kỳ Tinh nhận được điện thoại của bạn trai. Buổi trưa hai người có thể trò chuyện vui vẻ sau khi tan làm về nhà. Để chuẩn bị cho bữa tiệc ăn mừng việc hợp tác giữa công ty sếp Triệu và dự án robot Tiểu Bạch, Kỳ Tinh đã chuẩn bị sẵn bộ váy nhỏ, cộng thêm sự cổ vũ của hai người bạn tốt Kỳ Tinh quyết định diện nó. Đêm nay là tiệc ăn mừng Kỳ Tinh muốn tỏa sáng nên mới mặc những bộ đồ như vậy chứ hiếm khi Kỳ Tinh ăn mặc đẹp như vậy. Nhưng vào lúc này Hàn Đình và Tăng Địch cùng lúc xuất hiện, có thể nói bọn họ rất xứng đôi khiến Kỳ Tinh sau khi nhìn thấy vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Ở trong buổi phát biểu Tăng Dịch dường như đã có tình ý với Hàn Đình từ lâu mà tỏ tình với anh trước mặt mọi người. Nhưng Hàn Đình không dễ dàng làm cô ấy xấu hổ trước mặt mọi người nên đã từ chối một cách khéo léo. Trong bữa tiệc xếp Tiểu Triệu nhìn thấy Kỳ Tinh một mình và say rượu liền tiến tới chào hỏi. Hàn Đình thấy vậy ngay lập tức thay đổi chủ đề khi đến nơi. Kỳ Tinh nhanh chóng kiếm cớ rời đi trước. Hàn Đình lúc này cũng nhận được cuộc gọi và vừa đi ra ngoài khi nhìn thấy người máy bên cạnh đang được Kỳ Tinh ngắm nghía. Anh liền mạnh dạn đi ra đối mặt với Kỳ Tinh. Kỳ Tinh không thích bầu không khí này, cho nên cô chỉ muốn ở bên ngoài. Đúng lúc này Tăng Địch lại đi tới phá hỏng cuộc trò chuyện của họ. Chuyển cảnh khi đi vệ sinh, trưởng bộ phận bán hàng và trưởng nhóm Kỳ Tinh vẫn đang thảo luận về việc thăng chức cho Kỳ Tinh trong nhà vệ sinh. Thực ra họ đang cố tình dỗ dành Kỳ Tinh và thực sự không muốn thăng chức hay tăng lương cho cô. Những lời này tình cờ được Kỳ Tinh đang trong toilet nghe thấy. Buồn chán đi ra ngoài, Kỳ Tinh gặp giám đốc Chu, lão này là một kẻ dê sùng có tiếng, thậm chí còn trực tiếp chạm vào mông của Kỳ Tinh. Bị động chạm, cô tức giận mà tố cáo giám đốc Chu, nhưng ông ta không những không nhận tội còn đẩy Kỳ Tinh ngã xuống đất. Cô loạng choạng đứng dậy, quá ấm ức Kỳ Tinh đã gọi cảnh sát và ngay sau đó cảnh sát đã đến. Kỳ Tinh nói rằng cô ấy đã bị quấy rối tình dục và đội trưởng đã đến để nói chuyện cố gắng làm cho cô ấy trở nên nghiêm trọng hơn. Hàn Đình lúc này vẫn âm thầm theo dõi tình hình từ một bên. Nhưng Chu lỗi lại tố cáo Kỳ Tinh đã gọi cảnh sát một cách bừa bãi khiến cảnh sát gặp nhiều rắc rối. Thậm chí còn yêu cầu Kỳ Tinh xin lỗi mình trước mặt mọi người. Hàn Đình nhớ lại trước khi mình rời đi. Anh phát hiện ra gần đó có robot phục vụ,
và tất cả robot đều được tích hợp camera có thể ghi lại mọi động thái của trưởng bộ phận bán hàng. Chính vì vậy đã cho tài xế của mình ở lại để tố giác chuyện này. Bởi vì còn công việc Hàn Đình chỉ đành rời đi để gặp đối tác. Nghe đến chuyện robot phục vụ có camera, tên Chu Lỗi câm như hến không dám cãi nửa lời chỉ đành để cảnh sát dẫn đi. Điều này làm Tăng Địch bắt đầu để ý đến Kỳ Tinh khi cô liên tục được Hàn Đình cứu giúp. Ở bên này sau khi đến sân bay, Hàn Đình lập tức đưa kế hoạch cho Tiến sĩ Giang trong lúc ông chờ ở sân bay. Anh mong muốn ông có thể gia nhập đội ngũ của công ty, sau đó cũng nói cho anh biết toàn bộ kế hoạch của công ty mong được hợp tác với anh. Ngồi đó Tiến sĩ Giang cũng cảm thấy những gì Hàn Đình nói rất có lý nên sau này đồng ý hợp tác. Chuyển cảnh sang Kỳ Tinh sau khi về nhà, cô phàn nàn với bạn trai về việc hôm nay bị ông chủ lừa, cô thậm chí không muốn đi làm. Nghe vậy người bạn trai vẫn đang cố gắng thuyết phục cô. Kỳ Tinh chợt nhớ ra rằng người hôm nay đã giúp cô rất giống người lái chiếc xe va chạm hôm trước. Ban đầu cô còn tưởng rằng người kết bạn hôm trước là anh tài xế, nhưng sau khi Hàn Đình giải thích Kỳ Tinh mới biết người mà mình nói chuyện hôm trước đó là Hàn Đình. Cô không biết phải làm thế nào để trả lời và cảm thấy rất xấu hổ. Chuyển cảnh ngày hôm sau khi Kỳ Tinh đi làm, cô nhận thấy các đồng nghiệp nhìn cô một cách kỳ lạ. Cô được những người bạn tốt của mình cho biết rằng ngày hôm qua trưởng bộ phận bán hàng đã bị sa thải vì vi phạm với cô. Và bây giờ mọi người trong bộ phận bán hàng đều ghét cô. Ngoại trừ việc Triệu Tiên Sinh mấy ngày trước gửi hoa cho Kỳ Tinh. Mọi người đều cảm thấy Kỳ Tinh hiện tại rất không bình thường. Kỳ Tinh không thể bày tỏ sự bất bình nên chỉ có thể một mình chịu đựng im lặng trong phòng vệ sinh. Ở bên ngoài tình cờ hai người đồng nghiệp đang bàn tán về chuyện của Kỳ Tinh và Hàn Đình lại được Tăng Dịch nghe thấy. Điều này khiến cô càng tức giận hơn. Sau đó cô cố tình tìm lỗi với lãnh đạo Kỳ Tinh. Tuy nhiên, anh ta hiểu ý định của Tăng Dịch và trực tiếp yêu cầu Kỳ Tinh đi công tác càng sớm càng tốt và giao cho cô rất nhiều công việc. Tất cả các đồng nghiệp của cô đều phải làm việc ngoài giờ. Kỳ Tinh cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm phân công công việc sau khi đồng nghiệp làm xong công việc. Đều nghĩ đến việc rời đi, chỉ riêng Kỳ Tinh vẫn phải làm công việc đến cuối cùng. Tất nhiên cô là người duy nhất làm thêm giờ cho đến cuối. Sau khi xong việc cô cũng nhận được cuộc gọi từ bạn trai Nhất Thần, ban đầu định đón Kỳ Tinh nhưng vì trời mưa to nên cô đã từ chối. Kỳ Tinh tan làm rất muộn và đang định đi thang máy rời đi thì tình cờ gặp Hàn Đình. Cô đã chủ động bày tỏ lòng biết ơn với Hàn Đình trong thang máy chuyện hôm trước. Cô kiểm tra robot phục vụ rồi thực tế không có camera. Hàn Đình đã bảo vệ Kỳ Tinh bằng cách này. Lúc Kỳ Tinh ra khỏi tòa nhà công ty thì trời đã mưa to rồi. Cô gọi taxi sau đó tạm biệt Hàn Đình mà rời đi. Kỳ Tinh tình cờ nghe được đài phát thanh về việc các cô gái bị quấy rối tình dục. Bởi vì cô và tài xế có quan điểm khác nhau, đồng thời cô lại tình cờ gặp phải sự việc này nên Kỳ Tinh quyết định xuống xe ngay tại chỗ để bắt xe buýt ở bến xe. Nhưng vì đã quá muộn và cô lại không có xe. Không ngờ Hàn Đình lại bất ngờ xuất hiện và đề nghị đưa cô về nhà. Trên xe, Hàn Đình hỏi Kỳ Tinh rằng cô đã đổi số điện thoại từ bao giờ. Kỳ Tinh nói rằng mình đã đổi số khi còn học đại học. Cả hai cuối cùng cũng thừa nhận chuyện nhận ra nhau nhưng lại tỏ ra ngượng ngùng. Ngày hôm sau Kỳ Tinh đi công tác xử lý vấn đề robot, nhưng bác sĩ quá bận rộn không có thời gian xử lý. Sau khi Kỳ Tinh ra ngoài lại thấy bệnh nhân đều ở phía trước và muốn gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Có lẽ bây giờ nên có thêm một chiếc máy của công ty họ, nó có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề cho họ. Kỳ Tinh được trưởng nhóm phân công đến bệnh viện để theo dõi hoạt động của phần mềm. Trong quá trình đó, cô thấy nhiều bệnh nhân tỏ ra thiếu kiên nhẫn vì dịch vụ chăm sóc y tế thông minh của bệnh viện gặp trục trặc. Kỳ Tinh đã chủ động phát hiện hệ thống phần mềm thông minh và ngay sau đó lỗi đã được loại bỏ giúp bệnh viện có thể chạy bình thường. Hệ thống vừa bị lỗi cũng là trách nhiệm của công ty Hàn Đình. Anh ấy đã nhanh chóng chạy tới và rất biết ơn khi thấy chính Kỳ Tinh đã giải quyết được. Cô tự mình giải quyết vấn đề và nói rằng lần này coi như lần giảng hòa cho lần trước mình đụng phải xe anh. Hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện, Hàn Đình mời Kỳ Tinh lên xe cùng nhau quay lại. Nhưng Kỳ Tinh sợ những tin nhắn trên mạng nội bộ sẽ gây hiểu lầm giữa cô và Hàn Đình nên từ chối vì không muốn bị chỉ trích. Nhưng Hàn Đình hiểu điều gì đang khiến Kỳ Tinh suy nghĩ. Vì vậy anh mạnh dạn đề nghị cô không nên bị cản trở bởi những tin đồn. Chuyển cảnh về công ty, Tùng Lâm nói với Tăng Địch rằng Kỳ Tinh đã lập công ở bệnh viện. Vốn dĩ anh ta muốn nhân cơ hội trấn áp Kỳ Tinh. Nhưng không ngờ lại giúp cô ghi được công lao lớn. Tăng Địch tức giận trừng phạt đội trưởng và bắt anh phải làm gì đó để gây áp lực cho Kỳ Tinh. Chính vì vậy trưởng nhóm đã gọi Kỳ Tinh đến văn phòng và giao toàn bộ công việc của phòng tiếp thị và bán hàng cho Kỳ Tinh. Điều này khiến Kỳ Tinh thắc mắc khi việc đó vốn thuộc về bộ phận marketing. Trưởng nhóm nghe được câu hỏi của Kỳ Tinh khiến anh ta do dự không thể giải thích được. Anh ta chỉ nói rằng vì cô là người ưu tú nên phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng Kỳ Tinh không chấp nhận, cô nói rằng cách đây không lâu đã nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa trưởng nhóm và một người khác trong phòng vệ sinh. Khi anh nói rằng mình cứ vẽ bánh cho Kỳ Tinh chỉ để khiến cô ấy làm việc chăm chỉ. Lần này cô thấy đội trưởng trở nên hung hãn hơn, thậm chí còn tức giận hơn. Vốn dĩ Kỳ Tinh vẫn còn tia hy vọng cuối cùng để đến gặp Tăng Địch.
Cô không biết điều đó kể từ khi Tăng Địch nghe được tin đồn giữa Kỳ Tinh và Hàn Đình, cô trở nên cực kỳ chán ghét Kỳ Tinh. Vốn dĩ Kỳ Tinh trẻ trung xinh đẹp, vậy mà bây giờ vì ghen ghét mà Tăng Địch nóng lòng muốn đuổi cô ra khỏi công ty, trở về chỗ làm với vẻ mặt lạnh lùng. Kỳ Tinh nghĩ ngợi rồi quả quyết từ chức. Đội trưởng nhìn thấy đơn từ chức của Kỳ Tinh, lập tức hung hăng nói với Kỳ Tinh rằng Kỳ Tinh vẫn còn một tháng để xin nghỉ, vì vậy trong khoảng thời gian này cô phải hoàn thành mọi công việc trong tay. Nhưng Kỳ Tinh chán ngán với vẻ mặt của đội trưởng liền ném bỏ đi thẻ công việc của mình rồi rời đi. Bước ra khỏi công ty, cô hiểu rằng những cố gắng bao năm qua cũng đổ sông đổ bể. Hơn nữa vì lý do này cô hiểu rõ rằng tiền lương và tiền thưởng tháng này của cô đã không còn nữa. Khi Kỳ Tinh thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi công ty, cô đi ngang qua Hàn Đình, tuy nhiên không có cuộc trò chuyện nào với nhau cả. Dù vậy anh đã hiểu những uất ức của Kỳ Tinh khi cô phải chịu đựng nên đã yêu cầu Tăng Dịch sắp xếp một cuộc phỏng vấn khác cho Kỳ Tinh. Dù cô đã nghỉ việc và ở nhà nhưng Kỳ Tinh cũng không nhàn rỗi. Khi Chi Châu cô nghe tin cô tạm thời thất nghiệp, anh đã ngay lập tức mời cô tham gia vào dự án in 3D của mình. Kỳ Tinh từng viết một kế hoạch kinh doanh cho em trai mình. Chi Châu biết về vấn đề này nhưng lại không biết có thể áp dụng kiến thức chuyên môn của mình vào nó hay không. Nhưng Kỳ Tinh đã do dự mà nói rằng mình sẽ suy nghĩ, tối đến khi đang ăn cơm cùng hai người bạn. Kỳ Tinh nhận được thư mời từ dự án khảo sát làng trài. Đây là một dự án cấp cơ sở nên cô vẫn đang do dự không biết có nên đi hay không. Bạn thân đã nghe nói về làng trài này và đã đi tham quan. Làng trài này có phong cảnh rất đẹp nên họ nhanh chóng gợi ý rằng Kỳ Tinh nên tận dụng cơ hội này để thư giãn. Chuyển cảnh ngày hôm sau tại công ty Hàn Đình, nhìn thấy kế hoạch dự án của công ty. Thấy Kỳ Tinh đến làng trài, anh liền cố ý sắp xếp chuyến đi của mình đến làng trài đó. Hy vọng có thể tiếp xúc nhiều hơn với Kỳ Tinh. Ngày đầu tiên đến làng trài, Kỳ Tinh vô tình gặp Hàn Đình. Ở đó anh đề nghị cô xem xét một công ty phát triển khác vì mức lương và phúc lợi không thua kém công ty ban đầu. Làng trài là một ngôi làng miền núi tương đối xa xôi. Nhiều dân làng đã trì hoãn việc điều trị vì không tiện đến các bệnh viện lớn trong làng để điều tra tình hình. Chính vì vậy việc đưa robot Tiểu Bạch đến đây đúng là một ý kiến hay, đã có rất nhiều đánh giá tích cực. Kỳ Tinh là nhà phát triển và thiết kế phần mềm thông minh này, cô ấy rất vui khi thấy công việc của mình có thể thành công. Trong số những người được Kỳ Tinh điều trị, cô thấy một bệnh nhân không may mắn. Bệnh nhân này rất khỏe mạnh nhưng do bị tai nạn ô tô nên một chân của bà đã bị cắt cụt và không có tiền đặt chân giả nên rất đau đớn. Hàn Đình nhìn thấy biểu hiện của Kỳ Tinh và biết rằng Kỳ Tinh đang nhớ mẹ mình. Tối đó đi dạo bên bờ biển, cô càng cảm động hơn khi nghĩ đến dự án in 3D mà anh trai cô đã mời cô thực hiện cách đây không lâu. Cô ấy có thể làm một chiếc chân giả rẻ tiền cho người bất hạnh này. Đang mải nghĩ chuyện công việc, bất ngờ lúc này Hàn Đình cũng đi đến, hai người bất ngờ gặp nhau. Dưới ánh sao, Kỳ Tinh và Hàn Đình trò chuyện nhẹ nhàng, sau nhiều năm tốt nghiệp. Kỳ Tinh cảm thấy con người thật nhỏ bé so với vũ trụ rộng lớn. Hàn Đình dường như rất quen thuộc với câu nói này của Kỳ Tinh. Nhớ lại chuyện năm đó đội của họ đã giành được giải thưởng trong cuộc thi vật lý năm cuối. Khi đó Kỳ Tinh đã sử dụng câu nói này làm bài phát biểu nhận giải của mình. Hàn Đình không thể không lặp lại bài phát biểu của Kỳ Tinh trên sân khấu trao giải. Ngày đi học cho đến bây giờ Hàn Đình vẫn cảm thấy Kỳ Tinh là ngôi sao sáng nhất trong lòng. Sau khi hoàn thành dự án điều tra cấp cơ sở, Kỳ Tinh trở về nhà trước. Cô đã quyết định sẽ theo anh trai làm dự án in 3D và từ chối lời đề nghị của Hàn Đình qua điện thoại mà nói rằng tuy công ty y tế Đông Dương là một công ty tuyệt vời. Nhưng cô vẫn quyết định thành lập công ty riêng với hoài bão riêng của mình, trở về nhà sau khi bàn bạc với Chi Châu. Kỳ Tinh bất ngờ khi Nhất Thần đã quay lại, điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Hai người đã yêu nhau từ khi còn học đại học và hiện đang chuẩn bị mua một căn nhà mới. Vào buổi tối Kỳ Tinh đã gọi điện cho bạn bè của cô ấy để họp mặt. Sau đó thông báo quyết định khởi nghiệp của cô ấy, những người bạn của cô rất ngạc nhiên khi họ nghĩ việc mà Kỳ Tinh thông báo sẽ là chuyện kết hôn. Mọi người cẩn thận nhắc nhở cô rằng việc khởi nghiệp có thể không đơn giản như tưởng tượng. Nhưng đó là quyết định của Kỳ Tinh nên cô quyết định sẽ theo đến cùng. Những lời khuyên này của bạn bè thực sự đã khiến Kỳ Tinh rất cảm động. Những người bạn thân nhất của cô đều ghen tị với Kỳ Tinh vì có một người bạn trai tốt như Nhất Thần. Vào ngày Kỳ Tinh làm thủ tục từ chức, Hàn Đình muốn thuyết phục Kỳ Tinh một lần nữa. Trước đây bản thân anh từng tham gia phát triển phần mềm y tế. Nhưng mọi thứ trong tay đều có từ kinh nghiệm, kiến thức và sự trải nghiệm nên mới thành công như ngày hôm nay. Sau đó đưa ra lời khuyên cho Kỳ Tinh vì có lẽ ở thời điểm hiện tại cô không có kinh nghiệm và thiếu sự hỗ trợ về tài chính cũng như địa điểm sẽ rất khó khăn. Rất biết ơn Hàn Đình vì cơ hội việc làm nhưng hiện tại cô chỉ muốn khởi nghiệp. Tinh Châu đã thành công đề nghị Kỳ Tinh cùng nhau khởi nghiệp. Anh ấy đã mượn một nhà kho lớn từ cha mình để làm nơi khởi nghiệp. Ban đầu anh ấy nghĩ rằng cha anh ấy sẽ cho anh ấy một khoản vốn khởi nghiệp hào phóng. Không gian văn phòng vội vã này tuy đơn giản và thô sơ nhưng lại có mặt bằng rộng rãi. Kỳ Tinh rất hài lòng và không ngừng dọn dẹp trong một ngày. Sau khi trở về nhà, cô vui vẻ báo cáo kết quả trong ngày cho bạn trai Nhất Thần. Hàn Đình cũng rất chú ý đến quá trình kinh doanh của Kỳ Tinh. Anh nghe nói rằng cô đã tìm được một văn phòng,
xin giấy phép kinh doanh và sau đó bắt đầu tìm kiếm những chủ doanh nghiệp nổi tiếng để tài trợ. Thế nên anh đương nhiên biết việc huy động tiền khó khăn như thế nào, anh đã hẹn với Kỳ Tinh nhưng liên tục gặp trở ngại. Chính vì vậy đã nhờ trợ lý Tăng Dịch liên lạc với Kỳ Tinh, xem cô ấy có còn ý định làm việc ở Đông Dương không. Kỳ Tinh nhận được cuộc gọi từ Tăng Dịch và cho rằng Tăng Dịch đang khuyến khích cô gia nhập công ty mới lần nữa nên đã kiên quyết từ chối. Tuy nhiên Tinh Châu nhắc nhở Kỳ Tinh rằng cô không được quên Hàn Đình, một ông trùm kinh doanh có tiền và tài chính. Nếu cô ấy đồng ý anh có thể đầu tư vào dự án của họ trước sự nài nỉ của Tinh Châu. Kỳ Tinh đồng ý đưa anh đến gặp Hàn Đình và nói chuyện về vấn đề tài chính. Khi Hàn Đình nghe được ý định của Kỳ Tinh, anh đã đi thẳng vào vấn đề và nói rằng Y tế Đông Dương quan tâm đến dự án in 3D. Nếu Kỳ Tinh đồng ý anh có thể là người phụ trách dự án để có thể tận hưởng dự án của Đông Dương, nguồn lực tài chính và kênh bán hàng mạnh mẽ có thế hỗ trợ về mọi mặt. Đề nghị của Hàn Đình rất có căn cứ nhưng Kỳ Tinh vẫn từ chối mặc cho Tinh Châu tỏ ra tiếc nuối. Lần này cô muốn khởi nghiệp và tạo ra những sản phẩm thực sự của riêng mình. Hàn Đình tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của mình. Sau khi miêu tả nguồn lực hiện có và bối cảnh vững chắc của Y tế Đông Dương, anh ấy vẫn bị Kỳ Tinh từ chối một cách tàn nhẫn. Sau khi Tinh Châu và Kỳ Tinh rời khỏi Y tế Đông Dương, sau khi nhớ lại những điều kiện hào phóng mà Hàn Đình đưa ra, Tinh Châu vẫn rất tiếc nuối và đề nghị Kỳ Tinh xem xét lại, nếu dự án thành công họ có thể tích lũy kinh nghiệm và sau đó mở dự án khác cũng chưa muộn. Kỳ Tinh không hài lòng vì Chi Châu bị mua chuộc nhanh như vậy, đây là dự án chung đầu tiên của bọn họ sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Ở bên Hàn Đình anh đã lên kế hoạch cẩn thận mặc dù tạm thời Kỳ Tinh chưa đồng ý gia nhập Y tế Đông Dương nhưng anh vẫn tự tin rằng chỉ cần đợi một thời gian. Kỳ Tinh sẽ có thể gia nhập Y tế Đông Dương nếu công việc kinh doanh của cô gặp khó khăn. Chuyển cảnh Kỳ Tinh trở về nhà xem xét kỹ những ghi chú dày đặc về dự án quy hoạch mà cô nhìn thấy trên bàn trong ngày, nhận thấy một số đề xuất của Hàn Đình thực sự có tính xây dựng. Đồng thời phát hiện ra một số sơ hở nhỏ chỉ cần sửa đổi một chút và chờ gió đông thổi tới, khoản đầu tư đầy hứa hẹn này sẽ hoàn toàn thành công. Lúc sau khi những người bạn thân biết tin Kỳ Tinh đã mở văn phòng riêng, họ đã gửi hoa đến văn phòng của Kỳ Tinh để chúc mừng. Chi Châu mở to mắt khi nhìn thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp chuẩn bị quà khai trương. Buổi trưa Chi Châu mời mấy cô gái cùng nhau đi ăn thịt nướng. Suốt ngày bận rộn bên cạnh bữa tiệc nướng, Chi Châu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những người bạn thân của Kỳ Tinh. Ở đó bạn thân nhất của Kỳ Tinh là Tiểu Mông đề cập rằng ngày mai cô ấy sẽ đi hẹn hò. Để tránh bối rối cô ấy đã mời Kỳ Tinh đi cùng, cô ấy cũng nói rằng đối phương dường như chế tạo thiết bị y tế và có thể hữu ích trong công việc của Kỳ Tinh. Nghe vậy Kỳ Tinh có chút cảm động và đồng ý đi cùng cô bạn vào ngày mai, thật trùng hợp. Người đàn ông trong buổi hẹn hò mù ngày hôm đó lại là cháu trai của Hàn Đình. Vì người bố của anh chàng này sợ con trốn gặp mặt nên đã nhờ Hàn Đình đích thân giám sát cho đến khi buổi hẹn hò hoàn thành, Kỳ Tinh đến muộn hơn một chút và gặp trực tiếp Hàn Đình tại khách sạn. Để tránh ngại ngùng Kỳ Tinh cố tình nói rằng cô đến khách sạn để gặp các nhà đầu tư, nhưng sau khi cả hai tiếp tục đi đến phòng của mình, Hàn Đình thấy kỳ lạ khi lối đi của hai người giống nhau, cho đến khi anh tiếp tục đi đến căn phòng và không ngờ cô và Hàn Đình lại ở cùng một phòng. Hàn Đình cố tình chế nhạo và cho rằng Kỳ Tinh đang gặp nhà đầu tư ở đây phải không? Tiểu Mông ở bên nhanh chóng giúp đỡ Kỳ Tinh mà nói đỡ cho cô. Tiểu Mông tưởng Hàn Đình là một nhà đầu tư tiềm năng liền nói rằng gần đây Kỳ Tinh đang tìm kiếm các nhà đầu tư và cô ấy đã gặp nhiều khách hàng không đáng tin cậy. Ngoài ra còn có một người rất xấu xa đang có ý định tuyển cô ấy về làm, người mà Tiểu Mông đang nói đến chính là Hàn Đình. Nhưng cô không biết rằng anh ấy đang ở đối diện với cô, Kỳ Tinh người đang ngồi cạnh Tiểu Mông bắt đầu xanh mặt khi nghe thấy những điều bạn mình nói. Kết quả sau khi hẹn hò Tiểu Mông không yêu người đàn ông hẹn hò kia, khi cô trở về nhà Kỳ Tinh mới lôi Tiểu Mông ra nói một trận. Người mà cô bạn cứ luôn xa xả vào mặt ban nãy chính là Hàn Đình. Lúc này Tiểu Mông mới nhận ra thì đã quá muộn vội xin lỗi cô bạn của mình. Chuyển cảnh ngày hôm sau Nhất Thần mang hộp cơm đến văn phòng của Kỳ Tinh. Mọi người trong văn phòng đều khen bạn trai của Kỳ Tinh đẹp trai sau khi ăn hộp cơm tình yêu. Kỳ Tinh đã làm việc chăm chỉ hơn và lên kế hoạch cẩn thận cho các dự án. Hiện tại nguyên mẫu của phần mềm đã được phát triển nhưng máy in vẫn chưa về. Tinh Châu cho rằng việc mua một cái mới rất tốn kém, vì vậy tốt hơn hết nên thuê một chiếc và dùng thử trước. Lật Lệ đã giúp Kỳ Tinh tìm nhà đầu tư là sếp Ngô, vì xảy ra mâu thuẫn về thời gian hẹn nên Kỳ Tinh đã nhờ đối tác Chi Châu đàm phán. Không ngờ, Chi Châu nghe nói đối phương đàm phán điều kiện rất khắc nghiệt, vượt xa bọn họ dự liệu, hợp tác không có kết luận lúc rời đi. Chi Châu nhìn thấy sếp Ngô muốn lợi dụng Lật Lệ thì cảm thấy vô cùng khó tin. Khi sếp Ngô và Lật Lệ cùng nhau bước ra khỏi thang máy và tình cờ gặp vợ của sếp Ngô nhanh chóng buông tay cô ra. Bà Ngô đã hiểu lầm Lật Lệ và nói những lời khó chịu. Sếp Ngô không những không giúp giải thích mà còn ném nước bẩn vào Lật Lệ khi cái tát của bà Ngô sắp giáng xuống. Lật Lệ đã nắm lấy tay người kia và đánh lại sếp Ngô, kẻ vô liêm sỉ như anh ta nên bị đánh. Lật Lệ liền nói rõ sự thật rồi bỏ đi. Chi Châu vô cùng khâm phục sự dũng cảm của Lật Lệ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái trực tiếp tát con trai,
Điều này khiến Chi Châu nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Lật lệ đến hộp đêm thư giãn thì gặp một anh chàng rất có sức hút. Hai người uống vài ly rượu, khiêu vũ một lúc rồi ngủ quên với nhau. Sáng sớm Lật lệ nhận được cuộc gọi báo bị sa thải để kỷ niệm 4 năm ngày hẹn hò. Kỳ Tinh và Nhất Thần đã cùng nhau đến một sự kiện ca hát. Kết quả là họ gặp Hàn Đình và người quản lý công ty trước đây của anh ấy. Biết Kỳ Tinh hiện tại đã có bạn trai, Hàn Đình cảm thấy rất buồn bực khi đi xem hòa nhạc. Kỳ Tinh tạm thời rời đi vì công việc, Nhất Thần kiên nhẫn đợi ở nhà. Cuối cùng sau khi đợi Kỳ Tinh quay lại, anh đã cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương, nhưng hiện tại đang trong giai đoạn quan trọng đối với sự nghiệp của mình. Kỳ Tinh chưa có ý định kết hôn, cô và Chi Châu đã tìm mọi cách để mượn máy in nhưng không có kết quả. Sau đó thông qua các mối quan hệ, Chi Châu đã tìm thấy người bạn cùng lớp thời đại học của mình sau khi trả một khoản tiền lớn. Đối phương sau khi hiểu được sự việc, Chi Châu mới hiểu ra rằng mình đã bị lừa 300.000 nhân dân tệ. Kỳ Tinh thậm chí còn vay Lật Lệ 100.000 nhân dân tệ. Chi Châu không tìm được kênh tài chính nên đành phải đến gặp Hàn Đình, đưa cho Hàn Đình xem phần mềm họ làm ra, hy vọng anh có thể giải quyết vấn đề tài chính một cách chi tiết. Anh ấy nói rằng mặc dù giữa mấy người có tình bạn, nhưng công việc là công việc và anh hy vọng Chi Châu sẽ cân nhắc kế hoạch mà anh ấy đề ra trước đó. Kỳ Tinh ngất xỉu tại nơi làm việc do làm việc căng thẳng và ăn kiêng không đều trong vài ngày. Đồng nghiệp của anh đã đưa Kỳ Tinh đến bệnh viện và sau đó gọi cho Chi Châu lúc đó cũng ở gần đó và nghe tin Kỳ Tinh ngất xỉu, Chi Châu lập tức chạy đến bệnh viện. Kỳ Tinh nằm trên giường bệnh được truyền dịch, sắc mặt tái nhợt, Hàn Đình nhìn thấy liền cảm thấy đau lòng. Liền bảo Chi Châu mau chóng nghĩ ra biện pháp, Kỳ Tinh sau khi tỉnh lại tự trách mình và cảm thấy mình đã làm mất hết tiền của Lật Lệ, trong khi Lật Lệ an ủi Kỳ Tinh. Cô lấy điện thoại di động ra và nhìn thấy cuộc gọi từ Nhất Thần, nhưng Kỳ Tinh không nhận được cuộc gọi vì anh đã ở bệnh viện. Khi cô gọi điện, Nhất Thần đã giải quyết xong chuyện này, Kỳ Tinh tự trách mình. Nhưng lại không biết phải làm sao, Kỳ Tinh hiện tại không thể nghỉ ngơi. Cô còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết, Kỳ Tinh lê thân thể mệt mỏi, tiếp tục tìm kiếm hợp tác. Bọn họ mấy ngày nay đã tăng ca tìm kiếm nhà đầu tư, nếu vẫn không tìm được nhà đầu tư thích hợp. Công ty có thể thật sự sụp đổ, Chi Châu và Kỳ Tinh vẫn đang làm việc chăm chỉ. Cấp dưới duy nhất của họ cũng tin rằng Kỳ Tinh sẽ có thể vượt qua khó khăn, Chi Châu gọi điện cho mọi người nhưng không ai có ý định hợp tác. Lúc này Kỳ Tinh nhận được điện thoại của sếp Uyển, ngày hôm sau Kỳ Tinh đi tìm đối phương công ty là Hàn Đình tỷ tỷ. Hiện tại cô cùng Hàn Đình là quan hệ đối kháng, nếu Kỳ Tinh cùng những người khác hợp tác, hai bên sẽ trở thành kẻ thù. Kỳ Tinh nói rằng ý tưởng của họ là 10 triệu, nhưng họ chỉ có thể nắm giữ 15% vốn cổ phần, đối phương sẵn sàng bổ sung thêm vốn, nhưng hiện tại Kỳ Tinh lại do dự. Cô còn sợ bị đào thải sau này có thể gặp phải vấn đề, Chi Châu cảm thấy bọn họ trước tiên phải vượt qua hiện tại cấp độ. Nếu không thật sự sẽ không có khả năng sống sót, Kỳ Tinh cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết bây giờ mình nên làm ra lựa chọn nào. Kỳ Tinh đứng trên sân thượng suy nghĩ lời mọi người nói, cô thực sự do dự không biết lựa chọn như thế nào là đúng đắn. Lúc này Hàn Đình cũng đang nhìn Kỳ Tinh ở tầng dưới, nhưng cô lại không nhìn thấy Hàn Đình, thấy thời cơ đang đến gần. Kỳ Tinh còn đang cân nhắc có nên hợp tác với sếp Uyển hay không, Kỳ Tinh muốn biết liệu đội của mình đã bị thay thế chưa. Trên thực tế mọi người đều đang nghĩ biện pháp, nhưng Kỳ Tinh lại rất do dự. Sau đó cô đến gặp sếp Uyển và từ chối ký hợp đồng. Hàn Đình vội vàng chạy đến sau khi biết rằng Kỳ Tinh từ chối hợp tác với sếp Uyển. Cô cũng muốn đạt được sự giàu có và tự do. Nhưng quan trọng hơn là lý tưởng của mình. Sau khi Hàn Đình tìm thấy Kỳ Tinh, anh ấy đã đề xuất những điều kiện tương tự như kiểu đã hiểu rõ Kỳ Tinh. Bây giờ chỉ có sự lựa chọn của Hàn Đình mới có thể khiến Kỳ Tinh thực hiện được lý tưởng của mình. Sau khi hai bên đồng ý, họ đã sẵn sàng ký kết hợp đồng vào ngày mai. Đầu tiên Hàn Đình mời giám đốc ra ngoài và bày tỏ lòng biết ơn. Hôm nay anh ấy vọng rằng bà sẽ bỏ phiếu ủng hộ mình trong cuộc họp giải quyết đầu tư ngày mai. Chuyển cảnh Kỳ Tinh đến sân bay đón Nhất Thần cũng cho biết cô đã gây quỹ thành công. Sau khi biết hôm nay Kỳ Tinh sẽ ký hợp đồng, Nhất Thần đã bảo cô ấy nhanh chóng tới. Sau khi Kỳ Tinh đưa Nhất Thần về, cô ấy đã đến công ty Hàn Đình để ký hợp đồng mà không cần đọc. Hàn Đình cũng rất vui nhưng anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Kỳ Tinh. Sau khi Kỳ Tinh nhìn thấy lời mời cũng đề nghị tham dự, nhưng Hàn Đình nói rằng sẽ tùy tình hình. Trên thực tế Hàn Đình vẫn chưa buông Kỳ Tinh ra. Anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Kỳ Tinh. Ngày hôm sau công ty của Kỳ Tinh nhận được 6 triệu trong tài khoản. Kỳ Tinh sau đó nhắn tin cảm ơn Hàn Đình. Anh đã gửi thư mời rất vui vẻ. Kỳ Tinh nhanh chóng báo tin vui cho Nhất Thần. Buổi tối Nhất Thần chuẩn bị một bàn đồ ăn cho Kỳ Tinh. Cô ăn một cách háo hức. Kỳ Tinh ăn xong tiếp tục làm việc. Sau khi làm xong công việc liền dẫn Nhất Thần đi xem phim cùng mình. Kỳ Tinh đưa Nhất Thần cùng nhau xem phim trong phòng. Cô cũng nói rằng mình sẽ đến gặp bố mẹ Nhất Thần sau khoảng thời gian này. Kỳ Tinh cũng nói về việc tương lai họ sẽ già đi như thế nào, nhưng Nhất Thần không có nhiều quan tâm tới việc này. Lúc đầu hai người đang nói về việc đi Vân Nam.
Còn nhất thần vẫn đang nói về việc nó sẽ tuyệt vời như thế nào, giá như họ thực sự có thể ra đi như thế này. Nhưng vừa nói xong, nhất thần đã nhẹ nhàng đắp cốc cho Kỳ Tinh rồi tắt tivi. Kỳ Tinh dậy sớm và nhất thần đã chuẩn bị bữa sáng khi cô vẫn đang ăn. Cô nhận được cuộc gọi từ tài xế yêu cầu cô xuống xe nhanh chóng. Kết quả là trước khi Kỳ Tinh chuẩn bị rời đi, nhất thần thực sự đã nói rằng anh ấy muốn chia tay với Kỳ Tinh. Tưởng nhất thần đang nói đùa, nhưng lần này nhất thần đã quyết định chia tay. Kỳ Tinh đã bỏ đi và để lại chiếc nhẫn trên tay cho nhất thần. Mặc dù nhất thần rất không muốn buông ra Kỳ Tinh, nhưng anh vẫn làm ra quyết định như vậy. Kỳ Tinh ở trong xe liên tục khóc lóc, không nghĩ tới hôm nay hai người lại rời xa nhau một cách lãng xẹt như vậy. Kỳ Tinh chẳng mấy chốc đã tới cuộc họp, Hàn Đình đã tới. Nhưng anh lại không thấy Kỳ Tinh ở đâu, Kỳ Tinh đã tới cửa. Để tránh cho người khác nhìn thấy mình khóc nên trong xe Kỳ Tinh cố lau nước mắt đi. Hàn Đình yên tâm rời đi sau khi nhìn thấy Kỳ Tinh bước vào, nhất thần vào phòng và lấy đi mọi thứ liên quan đến anh. Kỳ Tinh không có tâm trạng nghe bài giảng. Cô thậm chí còn gửi nhiều tin nhắn cho nhất thần, nhưng nhất thần không trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Hàn Đình giới thiệu Kỳ Tinh với những người khác. Khi Tăng Địch nhìn thấy thì cố tình tiến tới chào hỏi. Tuy nhiên Hàn Đình rất bảo vệ Kỳ Tinh nên kiếm cớ để Kỳ Tinh trao đổi thông tin liên lạc với anh ấy. Hàn Đình có thể biết hôm nay trạng thái của Kỳ Tinh không được tốt nên đưa cô ra ngoài rồi hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Kỳ Tinh lại không nói gì. Tuy nhiên Hàn Đình đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên người cô đã biến mất, có lẽ anh ấy cũng biết tình hình. Khi Kỳ Tinh chuẩn bị rời đi sau khi tham gia, Hàn Đình đã chủ động mời Kỳ Tinh lên xe. Kỳ Tinh cũng chủ động xin lỗi và nói rằng hôm nay tâm trạng cô không được tốt, để hỏi Kỳ Tinh chuyện gì đã xảy ra. Khi Kỳ Tinh trở về nhà, cô nhìn căn phòng trống và thấy chiếc nhẫn trên bàn đã bị nhất thần lấy đi. Khi Kỳ Tinh đến gửi thư, tất cả những thứ liên quan đến cô cũng đã bị lấy đi. Kỳ Tinh đã đến trước cửa nhà nhất thần. Kỳ Tinh gọi điện và yêu cầu nhất thần mở cửa. Dù sao thì anh cũng đã mở cửa cho nhất thần xem hợp đồng và khoản thanh toán đầu tiên mà anh nợ, hiện đang đi đúng hướng. Nhưng nhất thần chỉ nói lời chúc mừng. Kỳ Tinh đến phòng và nhìn xung quanh, nhưng chỉ có những thứ thuộc về nhất thần. Anh nói rằng không có ai khác ngoài Kỳ Tinh. Cô hoàn toàn suy sụp và khóc. Nhất thần không kìm được ôm lấy cô. Kỳ Tinh khóc và yêu cầu nhất thần đợi mình. Nhưng nhất thần cũng cần được bảo vệ, anh không muốn không thể tham gia vào cuộc sống của Kỳ Tinh. Chỉ là con đường họ muốn đi khác nhau mà thôi. Nhất thần nói rằng điều anh ấy muốn là một cuộc sống hỗ trợ lẫn nhau, còn điều Kỳ Tinh muốn là giá trị cuộc sống của bản thân. Vì vậy quan điểm của hai người là khác nhau. Hàn Đình chuẩn bị bữa ăn ở nhà. Bạn tốt hỏi anh có gặp phải vấn đề lớn gì không? Hàn Đình chỉ thờ ơ nói rằng Kỳ Tinh đã chia tay với bạn trai. Thấy vậy những người bạn tốt thì khuyên anh nên nhanh chóng hành động. Hàn Đình ăn xong liền rời đi, chỉ để lại người bạn tốt của mình ăn cơm một mình. Kỳ Tinh chán nản đi đến quán bar say khướt. Hàn Đình nhanh chóng chạy tới và nhìn thấy Kỳ Tinh đang uống rượu. Kỳ Tinh ngã xuống đất vì say rượu. Hàn Đình lập tức ôm lấy cô. Hàn Đình đưa Kỳ Tinh về nhà. Cô nhanh chóng ngủ quên trên xe. Hàn Đình lo lắng Kỳ Tinh bị lạnh. Sau khi biết được địa chỉ của Kỳ Tinh, người bạn tốt của anh cũng đã gửi tin nhắn cho bạn thân của Kỳ Tinh là Tiểu Mông. Kỳ Tinh chỉ dựa vào Hàn Đình và ngủ thiếp đi. Hàn Đình vừa định rời đi, cô đã kéo chân Hàn Đình không cho anh rời đi. Kỳ Tinh khát nước, Hàn Đình ở gần đó lấy nước cho cô. Hàn Đình bị mắc kẹt và rất khó lấy được gì. Kỳ Tinh say rượu liên tục kéo Hàn Đình để ngăn Hàn Đình rời đi. Hàn Đình vốn định lấy quần áo trên bàn ăn và mặc cho Kỳ Tinh. Nhưng vì chân bị trói nên anh ấy thậm chí không thể dùng ô. Hàn Đình cố gắng móc quần áo hai lần nhưng Kỳ Tinh càng ngày càng ôm anh chặt hơn. Cuối cùng anh cũng móc được ghế và mặc thành công quần áo vào người Kỳ Tinh. Hàn Đình chạm vào mặt Kỳ Tinh. Cô khóc và bảo anh đừng rời đi. Kỳ Tinh chỉ có nhất thần trong giấc mơ của cô và cô không muốn nhất thần rời đi. Hàn Đình không nói được nhiều nhìn Kỳ Tinh. Anh cảm thấy đau lòng không thể giải thích được. Hàn Đình lau nước mắt cho Kỳ Tinh và ở lại với cô. Khi Tiểu Mông và bạn tốt của Hàn Đình tới, họ thấy Hàn Đình ở cùng Kỳ Tinh thì khá bất ngờ. Sau đó Hàn Đình đã yêu cầu Tiểu Mông chăm sóc Kỳ Tinh thật tốt. Hôm sau Kỳ Tinh vẫn còn choáng váng khi tỉnh dậy. Lúc này những người bạn thân nhất đều vây quanh Kỳ Tinh. Bọn họ hỏi cô tối hôm qua đã làm gì. Nhưng Kỳ Tinh cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Mông nói rằng đêm qua Kỳ Tinh say và tiếp tục hát. Khi Hàn Đình và Lâm Gia chuẩn bị về nhà tối qua, Kỳ Tinh lấy một chai bia trong tủ lạnh và bắt đầu hát lại. Và ép Hàn Đình uống. Hàn Đình rất không nói nên lời. Nhưng cuối cùng vẫn là Hàn Đình mắng Kỳ Tinh. Kỳ Tinh nói rằng Hàn Đình đang làm tổn thương mình, thế nên Kỳ Tinh đã hát to hơn. Không còn cách nào khác, Hàn Đình chỉ có thể bế Kỳ Tinh say rượu trở về phòng. Kỳ Tinh nói với bạn rằng cô và Nhất Thần đã chia tay. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Lật Lệ biết rằng việc chia tay khiến Kỳ Tinh rất thất vọng. Từ giờ trở đi họ sẽ không muốn nhắc đến Nhất Thần trước mặt Kỳ Tinh. Sau khi Kỳ Tinh trở về phòng, cô nhìn vào điện thoại của mình. Hóa ra đây là cách mà hai người có thể quyết định bắt đầu cùng nhau. Kỳ Tinh nhận được một tin nhắn công việc khác từ Hàn Đình. Cô chỉ có thể trả lời đúng giờ và nói rằng cô sẽ hoàn thành nó càng sớm càng tốt.
Hàn Đình cũng nhắc nhở Kỳ Tinh nhớ ăn sáng, khoảng thời gian tiếp theo Kỳ Tinh chuyên tâm làm việc. Không có cơ hội để cô nghĩ đến chuyện tình cảm, Kỳ Tinh không khỏi nghĩ đến Nhất Thần khi nhìn thấy một cặp đôi gần đây Kỳ Tinh không có thời gian nghỉ ngơi. Lật Lệ cảm thấy Kỳ Tinh càng bận rộn thì càng tốt, Kỳ Tinh nói với Hàn Đình về cuộc điều tra, anh rất vui khi nhìn thấy nó. Ít nhất Kỳ Tinh vẫn đang bận làm việc nên cô ấy sẽ không buồn, dù sao thì Thu Tử cũng đi tìm Nhất Thần. Nhất Thần biết rằng Thu Tử đã biết chuyện, cô ấy cũng khuyên Nhất Thần hãy đứng lên càng sớm càng tốt. Nhất Thần nói rằng anh ấy chỉ cần thêm thời gian để ra ngoài, Thu Tử vẫn khuyến khích Nhất Thần, sau đó muốn xin lời khuyên về các vấn đề công việc và Nhất Thần đã đồng ý. Khi Kỳ Tinh đang làm việc, Chi Châu phát hiện ống nước bị hỏng. Kỳ Tinh vốn muốn giúp đỡ nhưng Chi Châu lại bảo cô yên tâm, chẳng bao lâu sau Kỳ Tinh đã hoàn thành kế hoạch và nói với Hàn Đình. Anh yêu cầu cô báo cáo với anh sau khi tan sở, sau khi Kỳ Tinh đi ngang qua, cô ấy đã chủ động xin lỗi vì hôm đó say rượu và nói nhiều chuyện vô nghĩa. Kỳ Tinh thấy Hàn Đình đến gần mình có chút xấu hổ nên đặt tài liệu xuống chuẩn bị rời đi. Hàn Đình sau đó đề nghị quản lý sự xuất hiện của Kỳ Tinh, điều này khiến cô ngạc nhiên. Ban đầu, Hàn Đình muốn mời Kỳ Tinh đi ăn tối, nhưng Kỳ Tinh từ chối. Cô trở về nhà, mẹ cô đã biết chuyện cô và Nhất Thần chia tay, mẹ cô vẫn lo lắng cho Kỳ Tinh nên đã chuẩn bị bữa ăn và đợi con gái. Sau khi Hàn Đình về nhà, anh khoanh tròn tất cả những chỗ có vấn đề trong tài liệu. Anh gọi điện cho Kỳ Tinh vào đêm khuya và nói ngày mai sẽ giao kế hoạch cho cô. Tăng Địch đến gặp Hàn Đình vào lúc nửa đêm và mang cho Hàn Đình một bữa ăn nhẹ vào đêm khuya. Tăng Địch nhìn thấy kế hoạch của Kỳ Tinh nên đưa Hàn Đình đi ăn nhẹ vào đêm khuya. Cô ban đầu đề xuất ý tưởng của riêng mình. Nhưng Hàn Đình đã từ chối. Hàn Đình đã chuẩn bị bữa ăn từ sáng sớm và định giao cho Kỳ Tinh trong khi họ đang nói chuyện công việc. Khi Hàn Đình đến công ty, anh nhìn thấy mẹ của Kỳ Tinh. Mẹ cô tưởng Hàn Đình là đối tác và phàn nàn về việc các nhà đầu tư yêu cầu họ làm thêm giờ vào cuối tuần. Hàn Đình ngoan ngoãn tuân theo sau khi biết đó là mẹ của Kỳ Tinh. Kết quả là Hàn Đình vô tình phát hiện ra ống nước bị vỡ khi anh đang giặt đồ. Sau đó người dì yêu cầu Hàn Đình nhanh chóng thay quần áo cho Kỳ Tinh. Lúc đầu anh định từ chối nhưng sau khi biết đó là quần áo của Kỳ Tinh anh liền đồng ý. Khi Kỳ Tinh đi tới cô không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy Hàn Đình mặc bộ quần áo màu hồng của chính mình. Kỳ Tinh và mẹ cô cũng ở lại với Hàn Đình để ăn cùng nhau. Anh không nói rằng anh ấy tự nấu, mẹ của Kỳ Tinh nhân cơ hội tìm hiểu hoàn cảnh gia đình Hàn Đình nhưng được biết bố mẹ anh đã qua đời, sau khi xong việc anh đích thân đưa Kỳ Tinh về nhà. Sau khi Kỳ Tinh về nhà, mẹ cô thấy tâm trạng cô rất tốt. Bây giờ cô mới có thể yên tâm, bà cũng hy vọng việc chia tay của Kỳ Tinh sẽ không bị ảnh hưởng. Bức ảnh này nó đã được lưu giữ trong một cuốn sách, Tiểu Mông rất vui vì có người tiếp cận cô để đầu tư. Hóa ra Lâm Gia không bị thuyết phục và Tiểu Mông đã chặn tài khoản WeChat của anh ấy nên lần này anh ấy đã thay đổi tài khoản, còn mời Tiểu Mông tiếp tục hợp tác. Tiểu Mông hiện tại trong tay không có nhiều tiền nên đành phải đồng ý. Sau khi xong việc, Tiểu Mông vui vẻ chuẩn bị. Kỳ Tinh đưa mẹ về quê lên xe sau, nhanh chóng đi giải quyết công việc. Sau khi Hàn Đình biết chuyện, anh ấy đã mời Kỳ Tinh đến văn phòng của mình. Lúc đầu Kỳ Tinh không muốn đối mặt với Hàn Đình, nhưng hiện tại Hàn Đình là cấp trên của anh ấy. Một số chuyện chỉ có thể giải thích rõ ràng trước. Lật Lệ và sếp Tiêu gần đây đã trở nên rất thân thiết, ban đầu họ chỉ là tình một đêm. Nhưng sau đó họ ngày càng gặp nhau thường xuyên hơn, Tiểu Mông đã tập thể dục ở nhà cả ngày và cũng nói rằng công việc kinh doanh của cô ấy có thể ngày càng tốt hơn. Kỳ Tinh nhanh chóng trở lại phòng tiếp tục làm việc, khi Tiểu Mông đang chơi đàn ở tiệm piano, tình cờ có một người cô đi tới và muốn Tiểu Mông làm gia sư cho cô. Kỳ Tinh cùng với Lật Lệ đến xem cái gọi là máy in 3D, nhưng giá hiện tại đã vượt quá mong đợi của họ nên họ đang nghĩ xem liệu nó có thể rẻ hơn. Sau khi Kỳ Tinh nhìn vào máy in 3D trong cửa hàng của nhà máy, đối phương phát hiện ra ông chủ thực ra là Hàn Đình và khen ngợi tương lai tươi sáng của họ. Tăng Địch bây giờ đang khao khát thành công nhanh chóng và lợi ích ngay lập tức và muốn hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt để được Hàn Đình đánh giá cao. Ngược lại cô càng như vậy thì Hàn Đình càng ít quan tâm đến Tăng Địch. Ban đầu, hợp đồng máy in 3D đã được hoàn tất. Tăng Địch đã lợi dụng sự vắng mặt của Kỳ Tinh và nói với bên kia rằng cô ấy biết ông chủ của họ khi gương chiếu hậu của Kỳ Tinh cuối cùng đã được giải quyết. Kỳ Tinh Hàn Đình khá vui mừng rằng rốt cuộc thì những vấn đề này đã được giải quyết. Tiểu Mông về nhà với dì để học cắm hoa, cô vẫn phàn nàn rằng con trai cô suốt ngày không làm việc. Tiểu Mông vẫn ngoan ngoãn ở bên dì, Kỳ Tinh tự trách mình vì người bạn tốt của mình đã mất việc vì chuyện riêng của mình. Trưa hôm nay, Kỳ Tinh đi ăn cơm với ông chủ công ty khác, đối phương nhắc đến Hàn Đình. Hắn muốn gây rắc rối cho Kỳ Tinh để giúp hắn đạt được sự hợp tác với Hàn Đình, lúc này mới hiểu được mục đích của bọn họ. Biết được điều này, Tăng Địch cố ý đến chỗ Hàn Đình để gây bất hòa. Ngồi trong phòng riêng bên cạnh chỉ để xem Kỳ Tinh sẽ xử lý chuyện này như thế nào, Lật Lệ thấy tình hình có gì đó không ổn nên đã yêu cầu Kỳ Tinh rời đi trước và giúp giải quyết hậu quả. Kỳ Tinh loạng choạng bước ra và nhìn thấy Hàn Đình đang ngồi ở phòng riêng bên cạnh. Hàn Đình nhìn thấy Kỳ Tinh đi vệ sinh cũng ngăn cản Kỳ Tinh.
Nói rồi Hàn Đình lập tức rời đi để mặc Kỷ Tinh bất ổn ở lại đó một mình. Sau đó anh đi đến một quán ăn ở gần đó với cậu trợ lý, nhưng hiện tại chủ quán đã hâm nóng món ăn đến 3 lần rồi mà Hàn Đình vẫn không có tâm trí đâu để ăn. Có lẽ nào anh đã có cảm tình và muốn quan tâm đến Kỷ Tinh. Phía bên đây cô nhận được cuộc điện thoại từ sếp Lâm báo tin rằng công ty mình sẽ ký hợp đồng bên công ty của Kỷ Tinh. Hy vọng hai bên sẽ được hợp tác với nhau lâu dài. Nghe xong điều đó cô cũng vui trở lại được phần nào. Sáng hôm sau Kỷ Tinh vừa đến chỗ làm việc được một lúc thì Lật Lệ đi tới và muốn quay lại làm việc với cô. Nghe xong ai nấy cũng rất vui mừng vì người có tầm quan trọng nhất đã quay trở lại làm việc rồi. Nhưng vì chuyện buồn hôm qua với Hàn Đình nên Kỷ Tinh đã lên nhóc nhà để suy nghĩ lên giải quyết như thế nào với anh ấy. Lật Lệ thấy vậy cũng đi tới khuyên cô bạn một vài câu nhưng cũng không đâu vào đâu. Cuối cùng Kỷ Tinh quyết định nhắn tin cho Hàn Đình để nói lời xin lỗi nhưng chỉ nhận được câu ừ rất nhạt nhẽo. Phía bên đây ông nội đang nói chuyện với Hàn Đình về chuyện lúc ông đi dưỡng bệnh bên nước ngoài hai chị em ở nhà đấu đá nhau à. Biết là hai người không hợp nhau nhưng ông vẫn khuyên anh phải giữ bằng được nền móng ở Đông Dương. Và một chuyện nữa đó là Hàn Đình mới đầu tư một chút cổ phần cho một cô gái tên là Kỷ Tinh đúng không? Anh thừa nhận bản thân đã đầu tư cho cô ấy vì hiện tại đã có tình cảm với Kỷ Tinh mất rồi. Ông nghe xong thì khuyên cháu trai lên tìm một cô gái xứng tầm với mình. Nếu trong vòng 2 năm mà Kỷ Tinh không có tiến triển gì tốt nhất là lên dừng lại việc theo đuổi. Phía bên đây Kỷ Tinh và mọi người đang rất khá khăn về chuyện tuyển thêm nhân sự về công ty làm việc. Gọi hết người này người kia đều bị từ chối vì cơ sở vật chất quá kém không giống một công tay chu yên nghiệp. Mọi người quyết định bàn với nhau sẽ đi kiếm thêm tiền bằng việc viết cốt khi đủ dư giả thuê một mặt bằng mới cho chuyên nghiệp hơn. Một lúc sau Hàn Đình trở về phòng làm việc thì thấy lịch làm việc của Kỷ Tinh rất ngắn. Anh lập tức cho người tăng thời gian làm việc của cô ấy lên chứ để ngắn như này không được rồi. Nói rồi Hàn Đình nhắn tin cho Kỷ Tinh hẹn chiều nay có mặt để bàn về công việc. Cô nhận được tin nhắn đang định đồng ý thì nhận được điện thoại từ Lật Lệ báo tin rằng có một đối tác mới ở bệnh viện cần cô đến đó ngay lập tức. Không còn cách nào khác Kỷ Tinh đành phải nhờ Chi Châu đến gặp Hàn Đình giúp mình còn bản thân đi gặp đối tác mới. Nếu anh ấy có hỏi vì sao cô không đến thì cứ nói dối là đang bị bệnh nặng dù không muốn đi chút nào nhưng lệnh của sếp thì không dám cãi. Cùng lúc đó Lật Lệ đến gặp Nhất Thần, anh ấy muốn cô đưa chiếc thẻ ngân hàng bên trong có một khoản tiền để giúp cho Kỷ Tinh vượt qua lúc này. Nhưng Lật Lệ biết tính của bạn mình sẽ không bao nhận lên muốn Nhất Thần cầm chiếc thẻ đi. Chuyển cảnh lúc này Hàn Đình đang rất sốt ruột đợi Kỷ Tinh tới nhưng ai ngờ người trước mắt mình không phải cô ấy mà lại là Chi Châu nhân viên của Kỷ Tinh. Cậu ta cho rằng sếp của mình bị ốm viêm họng lên bản thân đi đến nộp báo cáo thay. Nhưng với vài câu nói cơ bản của Hàn Đình anh đã nắm thóp được Chi Châu và biết Kỷ Tinh đang đi gặp đối tác khác không phải là mình, đó là Lý Quyền An ở bệnh viện Tinh Cảng. Nghe xong anh lập tức đi tới đó xem Kỷ Tinh trả lời như thế nào. Cô diễn như thật báo mình ốm nhưng đâu biết Hàn Đình đang đứng ngay trước mặt. Kỷ Tinh nhìn thấy anh thì không biết giải thích như thế nào, may sao đúng lúc này bác sĩ Lý đi đến gọi Hàn Đình vào phòng để nói chuyện. Kỷ Tinh đợi ở ngoài dài cổ mà mãi không thấy, xong đang lúc đau bụng đi vệ sinh thì hai người đó đi ra ngoài. Hàn Đình thấy vậy hẹn cô tối nay sẽ đi dùng bữa và nói cho vài thứ quan trọng. Cùng lúc đó cô Hàn được Tiểu Mông dạy hát ở nhà thì Lâm ra đi về nhìn thấy hai người đang làm trò gì ở đây không biết. Vừa nhìn thấy nhau anh không hiểu Tiểu Mông đang làm gì ở nhà của mình. Vì chuyện trước kia hai người có đôi chút đối nghịch nhau nên có đôi chút gượng gạo. Nhưng Lâm gia vẫn quyết định bảo mẹ mình xin nick WeChat của Tiểu Mông, nói dối là để trao đổi việc học nhạc nhưng mục đích là khác. Lâm gia lập tức voi chat cho cô ấy trêu đùa khiến cho Tiểu Mông tức điên vì đã kết bạn lại với một tên ấu trĩ. Chuyển cảnh lúc này Hàn Đình và Kỷ Tinh cùng nhau đi tới một bữa tiệc để gặp đối tác. Ở đây cô mọi người cùng bàn với nhau về việc nâng cấp máy đám mây thông minh của bệnh viện. Sau một hồi nói chuyện ai nấy cũng vui mừng khi có thể hợp tác với công ty Đông Dương. Tiện đây Hàn Đình giới thiệu Kỷ Tinh cho bác sĩ Lý Quyền An, nói rằng cô ấy là một người rất giỏi, bản thân đã đầu tư cổ phần cho Kỷ Tinh. Nghe xong bác sĩ muốn xin WeChat của cô ngay để tiện trao đổi và hợp tác sau này. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng muốn kết bạn với Kỷ Tinh vì không muốn bỏ lỡ một đối tác giỏi như này. Lúc lên xe trở về cô cảm ơn Hàn Đình về chuyện hôm nay đã giúp đỡ mình quen biết được nhiều đối tác hơn. Nhưng anh khuyên cô rằng ở trên bàn ăn là như vậy, còn sau này hợp tác hay làm ăn đều do bản thân cố gắng nhiều hơn mới thành công được. Nghe xong những điều đó Kỷ Tinh phải biết sắp tới mình phải cố gắng nhiều đến nhường nào. Sáng hôm sau khi Lâm gia đang ngủ thì nghe thấy mẹ mình vừa luyện võ vừa hét lớn. Anh ra nhắc nhở, không hiểu bà đang làm cái quần què gì nữa, sáng ra đã không muốn cho ái ngủ rồi. Bà Hàn cho rằng mình chỉ làm theo hướng dẫn của Tiểu Mông mà thôi, gì mà phải căng thế. Một lúc sau cô cũng đã đến, hai người thi nhau thể dục hò hét trêu người, Lâm gia đã thế họ còn rủ nhau lên mạng livestream hát cho tất cả mọi người nghe nữa. Ai ngờ vừa nói được vài câu Lâm gia ngái ngủ cởi trần đi xuống ngồi uống nước như thật không biết cô đang live, và thế là tài khoản bị vi phạm bản quyền và bị cấm live vĩnh viễn. Lâm gia thấy vậy cũng chỉ biết xin lỗi vì bản thân không để ý. Phía bên đây nhân dịp năm hết Tết đến, Chi Châu đến tặng quà cho mọi người ở công ty.
Điều bất ngờ là món quà mà anh tặng cho Tiểu Thượng và Kỳ Tinh đều là một chiếc gối nhỏ xinh. Còn món quà tặng cho Lật Lệ nó lại khác bọt lắm. Điều này khiến Tiểu Thượng ghen tị và trêu đùa anh ngay trong phòng. Cũng lúc đó Hàn Đình vì nhớ Kỳ Tinh lên đã nhắn tin hỏi thăm xem cô đang ở đâu để bản thân muốn đi tới gặp. Ở nhà Kỳ Tinh phát lì xì cho mọi người ở công ty vì ngày mai đã là 30 Tết rồi nên cô muốn cho mọi người về nghỉ ngơi để chuẩn bị đón Tết. Ai nấy cũng muốn ở lại giúp đỡ cô hoàn thành nốt công việc rồi về một thể. Nhưng Kỳ Đinh vẫn còn vài việc cần giải quyết lên bảo mọi người về trước còn bản thân sẽ về sau. Đợi đến khi tất cả về hết cô ở lại dọn dẹp phòng rồi lên tầng thượng gọi điện báo tin cho mẹ rằng năm nay vì có việc bận lên không thể về đón Tết bên gia đình được. Dù biết cả năm có ngày Tết để bên gia đình nhưng năm nay vì công việc không về được cô cũng phải vui vẻ chúc ông bà ở nhà đón một năm mới vui vẻ. Đúng lúc này Hàn Đình tiện đường đã mang một bức tranh của đối tác đến giúp cho cô. Anh còn không quên khịa bức tranh này trông rất rắc rối không khác gì tính cách của Kỳ Tinh. Dù tức lắm đấy nhưng cô vẫn phải kìm nén cảm xúc dù gì Hàn Đình cũng là người giúp mình. Xong việc anh cũng về nhà để đón Tết chung vui bên gia đình. Hàn Đình cũng ông nội mài bút để chuẩn bị viết những câu đối đầu năm thì Tiểu Địch lúc này cũng đi tới chúc Tết cả gia đình. Nhưng anh chả thèm quan tâm đến những lời cô ấy nói vẫn cắm mặt vào mài bút. Phía bên đây Lật Lệ gần về tới nhà định gọi điện tạo cho mẹ một điều bất ngờ. Nhưng bà rất khó tính cho rằng mấy bức ảnh cô mới đăng lên mạng rất phản cảm muốn cô xóa đi vì nếu để như vậy thì không thằng nào thèm để ý tới. Lật Lệ nghe thấy vậy thì nói rằng bây giờ 2024 rồi chuyện đó là bình thường không có gì phải suy nghĩ về chuyện đó cả. Mục đích bà mẹ làm vậy là không muốn con gái mình giống như vết xe đổ của bản thân nhưng đâu biết Lật Lệ không phải con người như vậy. Thế là hai người xảy ra cãi và ai cũng cho mình là đúng không ai nhận sai về mình. Lật Lệ quyết định không về nhà đón Tết nữa chỉ mang gói bánh để ở cửa rồi rời đi ngay. Còn về phía Kỳ Tinh cô vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ dù biết năm hết Tết đến. Đám bạn cũng gọi điện chúc cô một năm mới bình an nhớ giữ gìn sức khỏe không được làm việc quá sức. Một lúc sau cô đi đến quán ăn để mua đồ nhưng vì hôm nay là 30 Tết lên cửa hàng không bán nữa. May sao sếp Tiêu đi tới giúp Kỳ Tinh bảo với nhân viên làm nốt suất này cho cô rồi về nghỉ Tết. Bên này Hàn Đình đang đứng một mình ngắm pháo hoa thì nhận được cuộc điện thoại từ mẹ của Kỳ Tinh báo tin không biết con bé đi đâu mà gọi không thấy hồi âm. Nghe xong anh lập tức đi tới đó xem sao và nhờ Tiểu Địch nói với gia đình giúp mình. Bên trong mọi người đang chuẩn bị cùng nhau dùng bữa đón năm mới thì cô vào báo tin rằng Hàn Đình có việc ở tinh thần lên đã đi tới đó. Nghe xong ai nấy cũng buồn vì mới đầu năm chưa kịp dùng bữa đã vội vàng đi công việc rồi. Cùng lúc đó Kỳ Tinh đang ngủ gật đợi nhân viên làm đồ ăn thì đúng lúc này Hàn Đình đi tới hỏi vì sao mẹ gọi điện không thấy nghe máy. Thì ra điện thoại của cô bị hết pin nên không thể liên lạc được. Thấy vậy Hàn Đình đã đưa Kỳ Tinh về tận nhà để gặp bố mẹ. Tiện đây ông bà cũng mời anh ở lại dùng bữa chung vui với gia đình Hàn Đình lập tức đồng ý ngay. Vừa vào đến nhà anh nhìn thấy con mèo mà ngày xưa cả hai nhặt được nó thì rất vui khi nó vẫn còn. Bên này Lật Lệ ngồi quán cà phê lủi thủi ngắm pháo hoa một mình. May sao cô vẫn nhận được lời chúc từ Diệc Kiêu làm cho bản thân đỡ buồn đi phần nào. Còn bên đây Lâm Gia nhìn thấy Lật Lệ một mình ở quán cà phê thì lập tức cho gọi shipper mang cho cô một ít sủi cảo tiện để chúc mừng năm mới. Lật Lệ cũng gọi điện lại và nói lời cảm ơn đến Lâm Gia vì bữa ăn và chúc anh có một năm mới an khang thịnh vượng. Chuyển cảnh Hàn Đình lúc này ngồi ôm con mèo vì rất lâu không được gặp nó. Tiện đây anh hỏi vì sao lần trước mình đi tới sao không thấy nó nhỉ? Thì ra lần trước Kỳ Tinh say nhòe lên lấy cớ con mèo không muốn gặp Hàn Đình đấy chứ. Anh cũng cảm ơn cô vì đã cứu mang chú mèo nếu không bây giờ nó thành tin luôn rồi. Hai người mải mê vuốt ve không may tay chạm mắt có lẽ đây là dấu hiệu của tình yêu. Một lúc sau cả nhà ngồi cùng nhau dùng bữa vì Hàn Đình dự ứng với chất kích thích lên Kỳ Tinh đã uống thay anh. Tiện đây tí nữa là đêm giao thừa sẽ có tổ chức pháo hoa lên bố mẹ muốn cả hai khi dùng bữa xong sẽ cùng nhau đi xem. Hàn Đình đồng ý ngay vì chỉ cần đi bên cạnh Kỳ Tinh thì ngày cũng vui như giao thừa rồi. Cùng lúc đó Lâm Gia nằm ở nhà nhìn thấy livestream của Tiểu Mông đang định và trêu thì mẹ đi tới cướp lấy điện thoại. Bà không thèm đưa ngồi xem mình đã đành đây mẹ còn ngồi tặng không biết bao nhiêu là quà cho Tiểu Mông khiến cô ấy rất ngại phải tắt like ngay. Bên này sau khi dùng bữa với gia đình xong Kỳ Tinh và Hàn Đình vẫn thấy đói đi mua một chiếc bánh khoai vừa ăn vừa nói chuyện. Cô nói chuyện với về phòng làm việc của công ty đang xuống cấp trầm trọng nên rất khó tuyển nhân viên vì vậy việc làm ăn rất khó. Nghe thấy vậy Hàn Đình muốn cô về Đông Dương để thuê lại phòng của mình. Sắp tới có một văn phòng không thuê lại mặt bằng nữa định trả lại lên anh sẽ để lại mức thuê giá rẻ cho Kỳ Tinh dễ làm ăn hơn. Nghe xong điều đó cô rất vui mừng và hứa sẽ không để Hàn Đình thất vọng về mình. Sau đó cả hai cùng nhau ngắm pháo hoa đón chào năm mới. Còn ở nhà bên Lâm Gia anh phát hiện mẹ mình tặng rất nhiều quà đồng nghĩa tốn rất nhiều tiền cho Tiểu Mông thì rất tức giận. Nhưng bà bắt đầu giả câm giả điếc tỏ ra bản thân không biết gì rồi rời đi ngay, để mặc Lâm Gia ngồi đó rất sợ Tiểu Mông hiểu nhầm bản thân có ý đồ gì lên mới tặng quà.
Vài ngày sau Kỷ Tinh bắt đầu đi tới Đông Dương để chuẩn bị set up văn phòng mới thì gặp được Hàn Đình ở đây. Anh muốn giúp đỡ cô một phần nhưng vì sợ Kỷ Tinh không dám nhận lên, Hàn Đình đã lấy cớ là bản thân đóng tiền công cô nuôi con mèo suốt mấy năm qua. Kỷ Tinh nghe xong cũng cầm ngay không ngần ngại. Một lúc sau cô đã cho người đến để sắp xếp văn phòng làm việc, những người lâu năm ở đây ai cũng có một phòng cho riêng mình. Hôm nay mọi người đón thêm một người nữa về nhóm, đó là Tiểu Hạ. Ai nấy cũng vui mừng vì em út đã quay trở lại làm việc với công ty. Thấy bây giờ là một cơ hội tốt nhất để tuyển nhân lực về làm việc, Kỷ Tinh bắt đầu giao nhiệm vụ cho từng người để bắt đầu tiến hành. Một lúc sau Tiểu Địch cầm một bó hoa đến phòng để tặng cho Kỷ Tinh nhân ngày chuyển sang văn phòng mới. Nhưng vừa vào đến nơi, đập mắt cô ta là một bức tranh mà trước kia Hàn Đình đã đưa cho Kỷ Tinh thì có vẻ không vui cho lập rồi rời đi ngay. Lật Lệ và Chi Châu ở bên rất tò mò xem bức tranh này có gì khác lạ, liền lên mạng check thì mới biết bức tranh này cực hiếm và có số tiền rất lớn, người thường khó thể mua. Nghe xong điều đó Kỷ Tinh rất ngạc nhiên, có lẽ nào Hàn Đình tặng mình bức tranh có giá trị vậy sao? Một lúc sau Lật Lệ và Tiểu Hệ đang bàn nhau về một chiếc túi rất đẹp. Tiểu Thượng ở bên lập tức chụp ảnh gửi cho Chi Châu để cho anh mua tặng cho Lật Lệ, biết đâu lại làm cô ấy siêu lòng. Chi Châu thấy chiếc túi giá khá cao nhưng vẫn không ngần ngại mà đặt ngay lập tức. Tối đến Kỷ Tinh và đám bạn cùng nhau về nhà nhậu một bữa để chúc mừng ngày hôm nay chuyển văn phòng một cách tốt đẹp và đầy rực rỡ. Sáng hôm sau rất nhiều người đến công ty Tinh Thần để phỏng vấn ứng tuyển nhưng sau một hồi thì vẫn chưa ai có đủ năng lực để duyệt cả. May sao có cô bạn cũ của Kỷ Tinh đi đến để phỏng vấn. Sau một hồi nói chuyện, Lật Lệ và Chi Châu biết Vivi sẽ có năng lực hơn những người vữa này nên đã quyết định cho cô thử việc 3 tháng ở công ty. Phía bên đây Hàn Đình mở một cuộc lớn để thông báo rằng Hâm Hoa gì có việc cá nhân đã nghỉ việc, hiện tại tất cả trách nhiệm sẽ được bàn giao cho Vương Sung điều hành. Anh hy vọng mọi người có trách nhiệm trong công việc, hy vọng không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Một lúc sau khi trở về phòng làm việc, Hàn Đình đang nói chuyện với Tiểu Địch về cuộc họp hôm nay thì chị gái Tiểu Uyển đi tới. Cô ta không hài lòng với việc anh đuổi hết nhân viên kỳ cựu ở công ty mà cho một người làm sau lên lắm quyền. Nhưng Hàn Đình cho rằng tất cả đều phải nhìn vào thực tế doanh thu chứ không phải nhìn vào người lâu năm. Điều này khiến Tiểu Uyển tức giận rời đi. Một lúc sau anh cũng đi đến dự cuộc họp ở văn phòng công ty Tinh Thần của Kỷ Tinh. Ở đây mọi người đều ra những phương án giải quyết để sắp tới có thể phát triển một công ty thật hùng mạnh. Sau khi buổi họp kết thúc, Hàn Đình có đôi lời góp ý với Kỷ Tinh: khi làm một người lãnh đạo thì cần chắc chắn hơn về lời nói và lôi kéo tất cả mọi người về thực tế, không được mơ mộng ảo tưởng. Nghe xong những điều đó, Kỷ Tinh mới biết bản thân cần học hỏi thêm rất nhiều về cách quản lý của Hàn Đình. Tối đến, Tiểu Địch đến quán lao để uống rượu một mình, đúng lúc này sếp thường đi tới tặng cho cô một chiếc đồng hồ. Mục đích anh ta là để lấy lòng cô để sau này có một vị trí tốt ở Đông Dương. Tiểu Địch định từ chối món quà nhưng với những lời nói ngon ngọt cô cũng ngậm ngùi nhận nó. Sáng hôm sau công ty Tinh Thần ngày càng hoạt động mới, cách chuyên nghiệp và quy củ hơn. Ai nấy cũng có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất. Cuối cùng cũng có thành quả, Kỷ Tinh lập tức mang sang báo cáo cho Hàn Đình xem sao như thế nào. Nhưng có vẻ căng thẳng lắm vì mới vẫn hành thử lên cũng vài sai sót, Hàn Đình cũng nhắc nhở cô những phần đó để rút kinh nghiệm. Phía bên đây chiếc mà Chi Châu đã đặt mấy hôm trước đã về tới công ty. Anh nhanh chóng định mang đi tặng cho Lật Lệ để lấy lòng, ai ngờ cô cũng mua nó trước rồi đang khoe với đám nhân viên ở bên ngoài. Chi Châu thấy vậy thì chán không thể nào tả nổi. Phía bên đây Kỷ Tinh gọi điện cho sếp Mã mà mãi không được, có lẽ nào ông ấy đang giở trò gì không. Thấy vậy Lật Lệ lập tức đi gặp người bạn của mình là thủ tử đồng nghiệp cũ của sếp Mã hỏi về tình hình. Lật Lệ chỉ biết thông tin về anh ta rằng rất thích uống rượu chứ không biết gì thêm cả. Nghe xong cô lập tức mua rất nhiều rượu ngon đi đến để gặp sếp Mã. Ai ngờ vẫn chẳng đâu vào đâu, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Lật Lệ hứa với Kỷ Tinh sẽ tìm cách khác để giải quyết. Cùng lúc đó Lâm Gia đang ngồi làm việc ở quán cà phê, anh đang rất đau đầu vì không biết lên kế hoạch quán bar từ đâu cho hợp lý. Thì nhìn thấy Tiểu Mông đang livestream ở gần đây thì lập tức tiếp cận muốn cô giúp mình phát này. Với lực lượng fan hùng hậu, Tiểu Mông đã nhanh chóng tìm được vài ý kiến hay để giúp Lâm Gia lên kế hoạch nhỏ ở quán bar. Phía bên đây Lật Lệ nhận được cuộc điện thoại từ sếp Mã. Ông ta đã đồng ý giúp đỡ cô lần này, thì ra người bảo sếp Mã chính là Diệp Kiêu. Phía bên đây Tiểu Địch đang ngồi nói chuyện với sếp Mã, thì ra tất cả kế hoạch không cấp hàng cho công ty Tinh Thần đều là do cô ta làm hết. Nhưng vì ông ta nể người bạn của mình lên chỉ cấp nốt lần này và sẽ không bao giờ cấp nữa. Ở văn phòng Kỷ Tinh biết tin rằng vật liệu sẽ về sau một tháng nữa nhưng với thời gian đó thì rất khó làm việc, cần tìm cách giải quyết mới. Sáng hôm sau Lật Lệ mua vài gói bánh đến để đãi mọi người ở công ty. Khi mang đến phòng của Kỷ Tinh thì thấy mặt cô rất buồn. Lật Lệ chỉ biết khuyên Kỷ Tinh vui vẻ ăn uống đi mới nghĩ được ra cách. Vừa dứt câu cô đã nghĩ ra một cách, đó là đến cửa hàng bánh ngọt này để kêu gọi họ hợp tác với mình, biết đâu họ sẽ đồng ý và cấp nguyên liệu. Phía bên này Hàn Đình hẹn Tiểu Địch đến quán ăn để nói chuyện. Anh biết hết ý đồ của cô ta đã nhờ sếp Mã không cấp hàng cho bên công ty Tinh Thần.
Hàn Đình chỉ muốn cô em lên dừng ngay chuyện này lại vì làm hại đến tinh thần cũng như làm hại đến Đông Dương. Tiểu Địch chỉ biết ngậm ngùi mà nghe lời. Sáng hôm sau, Lâm Gia đang đi tìm mua một số vật dụng phù hợp đến quán bar thì lại gặp Tiểu Mông ở đây. Anh lập tức cảm ơn cô về chuyện hôm trước đã giúp mình lên lý tưởng. Sau này có dịp đến quán mình chơi sẽ miễn phí tiền dịch vụ cho Tiểu Mông. Sau đó cả hai cùng nhau đi chọn mua những đồ dùng cần thiết. Cùng lúc đó, Kỳ Tinh đi đến phòng làm việc của Hàn Tinh để báo cáo kết quả làm việc ở văn phòng. Lần này có vẻ tốt đẹp hơn rất nhiều sau khi rời đi. Cô nhận được tin nhắn đăng ký làm thạc sĩ quản trị kinh doanh, lập tức quay lại cảm ơn Hàn Đình. Lần này Kỳ Tinh phải cùng mọi người cố gắng hơn rất nhiều thì mới có thể đạt được thành quả. Thời gian trôi qua nửa năm sau, cô ngày càng ham học hỏi hơn để hoàn thiện bản thân. Sau khi tiết học kết thúc, Kỳ Tinh đã nhìn thấy Hàn Đình ở bên cạnh mình lúc nào không hay, rồi cả hai cùng nhau trở về. Anh bắt đầu giở trứng kêu đói, thế là Kỳ Tinh quyết định mời Hàn Đình xuống căng tin làm bữa. Đang vui vẻ ngồi ăn với nhau thì cô nhận được điện thoại đến từ Chi Châu báo tin rằng nhân viên đã làm hỏng mất máy in rồi. Kỳ Tinh và Hàn Đình cấp tốc về ngay vì bỏ lỡ phút nào thì sẽ bị muộn với khách hàng. Vừa về đến nơi, cô lập tức gọi Lật Lệ và Chi Châu vào hỏi chuyện thì mới biết cậu ta là nhân viên mới vì sơ suất lên Chi Châu đã để vận hành một mình lên mới bị sập như vậy. Thời gian bây giờ rất gấp gáp nên Kỳ Tinh cần tìm gấp một công ty nào đó có thể giúp được mình. Lật Lệ cùng với Kỳ Tinh gọi điện cho rất nhiều công ty để có thể mượn được chiếc máy in, nhưng sau nửa ngày cũng không có kết quả gì. Đám nhân viên bên ngoài rất lo lắng vì không biết chuyện này sẽ giải quyết ra sao đây. Đúng lúc này Kỳ Tinh chạy ra báo tin rằng có công ty của sếp Trịnh đã đồng ý cho bên mình mượn máy in rồi. Cô lập tức cho Lật Lệ và Chi Châu đi đến gặp sếp Trịnh để nói chuyện, còn những người còn lại vào phòng thí nghiệm với mình. Chuyển cảnh, Hàn Đình biết rằng chị gái anh đã rất bất mãn với anh kể từ khi anh tiếp quản công ty. Việc họ phải làm bây giờ là ngăn chặn sự việc xảy ra trong tương lai. Diệp Kiêu ở đó vẫn đang hỏi liệu Hàn Đình có chủ động theo đuổi Kỳ Tinh hay không. Nghe thấy điều đó, dường như Hàn Đình vẫn suy tư mà im lặng. Sau khi Diệp Kiêu ra về, Hàn Đình liền gọi điện cho Kỳ Tinh xem sự cố đã khắc phục đến đâu rồi. Biết cô vẫn ở công ty, anh đã chủ động đến gửi bữa tối cho mọi người sau khi làm thêm giờ. Kỳ Tinh rất biết ơn sếp vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho họ. Cô rất hài lòng khi được ăn một bữa nóng hổi vì hôm nay Kỳ Tinh chưa ăn gì. Ngồi đó, Hàn Đình cho rằng việc quản lý nhân sự xen lấn tình cảm vào sẽ khiến Kỳ Tinh hại họ. Nhưng cô nói rằng khi rời khỏi Quảng Hoa và thành lập tinh thần bản thân, cô chính là vì xây dựng lên môi trường làm việc khác biệt. Điều đó khiến mình cảm thấy phải đối mặt với những khó khăn. Dù bản thân có ướt đẫm mưa nhưng vẫn muốn cầm ô che chở cho mọi người. Nghe được điều đó, Hàn Đình chỉ biết im lặng. Sau bữa tối, Kỳ Tinh trở lại phòng thí nghiệm và bắt đầu làm việc, sau đó thông báo cho Lật Lệ nói rằng mọi việc ở đó diễn ra rất tốt đẹp và họ sẽ đẩy nhanh tiến độ công việc. Hàn Đình sau khi trở về liền nghĩ đến lời Kỳ Tinh nói mà suy tư. Chuyển cảnh ngày hôm sau, khi đã chuẩn bị xong mọi việc, Kỳ Tinh từ sáng sớm đã đến đợi Hàn Đình, hy vọng có thể báo tin vui cho anh. Lúc này Hàn Đình đang đến gặp ông nội. Ở đó, vì tình hình quản lý công ty tinh thần hiện tại đang hỗn loạn nên ông đã chỉ trích nặng nề Hàn Đình. Ông nội dặn anh phải thận trọng khi tiếp cận người quản lý. Hàn Đình vốn không muốn ai dính líu đến, chỉ đành nghe ông. Chuyển cảnh sang Lật Lệ đang trên chuyến bay chuẩn bị về lại gặp phải chuyến bay bị hoãn. Ngay lập tức cô điện cho Kỳ Tinh để có thể tìm cách giải quyết. Nghe tin, Kỳ Tinh chỉ còn biết dựa vào công nghệ in 3D của họ để khắc phục. Cùng lúc đó, sếp Uyển đang ngồi cùng Hàn Đình và đưa cho em trai một danh sách những người quản lý phù hợp cho Hàn Đình. Tiểu Uyển cũng khuyên Hàn Đình nên đồng ý với cô càng sớm càng tốt. Lúc này Kỳ Tinh bước vào và giao phôi họ mới in cho Hàn Đình xem. Anh tỏ ra rất vui mừng sau khi nhìn thấy nó. Thấy vậy, cô nói rằng họ đã chuẩn bị cả hai và sẽ cải thiện hệ thống in phôi của công ty trong thời gian sớm nhất. Nhưng có vẻ sếp Uyển không chịu tin mà đã đặt ra nhiều câu hỏi sắc bén dành cho Kỳ Tinh. Mà lúc này mọi thứ đang cấp bách, các tài liệu do cấp dưới gửi đến cần có chữ ký của Hàn Đình. Anh không chần chừ mà gọi người mang phiếu chi tiền ra để ký cho Kỳ Tinh, khiến sếp Uyển tức giận mà bỏ đi. Có được chữ ký duyệt đơn hàng của Hàn Đình, Kỳ Tinh rất vui vẻ mà cảm ơn anh đã luôn tin tưởng mình. Sau đó trở về họp mọi người để nói chuyện. Tuy đây chỉ là một sai sót nhỏ nhưng nó đã gây ra tổn thất lớn cho công ty trong tương lai. Họ sẽ cần cải thiện hệ thống hơn nữa và buộc mọi người phải chịu trách nhiệm. Chỉ bằng cách này công ty mới có thể thực sự hoạt động. Sau khi họp hành xong và trở về phòng làm việc, cấp dưới của cô đã chủ động đến xin lỗi lần này về chuyện máy in có vấn đề. Nhờ sự chung tay giúp đỡ của mọi người mà Tiểu Tả đã rút ra được bài học. Chuyển cảnh, Kỳ Tinh nhận được thư mời của Hàn Đình và chuẩn bị tham gia diễn đàn. Mỗi diễn đàn đều là cơ hội cho Kỳ Tinh nên cô đương nhiên rất sẵn lòng đi. Hàn Đình cũng nhờ Kỳ Tinh chụp cho anh hai bức ảnh mèo con mà họ từng nuôi chung. Nhìn thấy những chú mèo con họ cùng nhau nuôi giờ đã mập mạp, Hàn Đình rất vui mừng. Vài ngày sau, Kỳ Tinh nhanh chóng đến Thâm Quyến để tham dự diễn đàn, đồng thời vẫn ở trong phòng xem phần giới thiệu của từng chuyên gia chỉ để nghe giảng tốt hơn. Xong xuôi, Kỳ Tinh đi xuống lại gặp Hàn Đình ngay khi anh ấy ra ngoài ăn. Hàn Đình ban đầu nghĩ rằng Kỳ Tinh sẽ ra ngoài chơi khi có thời gian,
nhưng hóa ra Kỷ Tinh chỉ đang ghi chép trong phòng. Đúng lúc này Tăng Địch tình cờ gửi tin nhắn cho Hàn Đình và muốn rủ anh đi ăn tối cùng. Nhưng cô tình cờ nhìn thấy Hàn Đình và Kỷ Tinh đang ngồi cùng nhau ở cửa nhà hàng, Tăng Địch liền đi tới và cố tình tuyên bố chủ quyền của mình. Nhưng Kỷ Tinh đã không còn yếu đuối như trước mà dễ dàng xử lý các đòn công kích của Tăng Địch mà rời đi. Ở đó Tăng Địch muốn ngồi trò chuyện ăn uống với Hàn Đình nhưng anh lại gói ghém bữa trưa của mình mà rời đi. Điều này khiến Tăng Địch không ngờ rằng rốt cuộc Hàn Đình cũng không thể sống trong lòng cô. Tất cả những điều này đều bị sếp Thường đứng bên cạnh nhìn thấy. Tiến đến bên cô lần này anh đã gửi một chiếc vòng cổ vừa mới được bán đấu giá và nói rằng mình không có gì là không cho cô được. Chỉ cần Tăng Địch về làm người của mình và chấp nhận tình cảm, dù vậy Tăng Địch vẫn từ chối lòng tốt của sếp Thường. Chuyển cảnh diễn đàn chính thức bắt đầu vào ngày hôm sau, Kỷ Tinh rất mong đợi diễn đàn này. Sau khi mọi người ngồi ngay ngắn, Hàn Đình lên sân khấu phát biểu với tư cách là người đại diện luôn có những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Đã đến lúc mọi người phải đặt câu hỏi, hay ở chỗ dù cho Kỷ Tinh có giơ tay nhiệt tình, Hàn Đình vẫn không chọn cô cho đến khi chọn câu hỏi cuối cùng. Sau đó giới thiệu Kỷ Tinh với mọi người trước mặt, Kỷ Tinh rất biết ơn Hàn Đình đã cho mình cơ hội như vậy, đồng thời nói rằng anh nhất định sẽ thành công theo sự mong đợi của anh ấy. Tối đó khi Kỷ Tinh đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì Hàn Đình đã gọi điện để chúc mừng cô. Kỷ Tinh nghe vậy cũng cảm ơn Hàn Đình vì tất cả những gì anh đã làm cho cô. Chẳng bao lâu sau đã đến hội chợ thương mại, nhưng vì công ty của Kỷ Tinh là một công ty mới nên có rất ít người đến xem sản phẩm. Dẫu vậy, Kỷ Tinh vẫn không từ bỏ việc tiếp tục giới thiệu các sản phẩm của công ty mình và vội vàng đưa những người quan tâm đến địa điểm triển lãm để xem hàng mẫu. Kỷ Tinh thấy các công ty khác cũng đang sản xuất những sản phẩm tương tự với họ nên cô đã tháo bảng tên công việc của mình và đi xem qua nghiên cứu của họ mà tham khảo. Mỗi mặt hàng ở đây đều khiến Kỷ Tinh cảm thấy sự khác biệt giữa công ty của cô và các công ty khác, vẫn còn nhiều hướng cần nỗ lực. Đã đến giờ hẹn nhưng Hàn Đình vẫn chưa tới, lúc này anh vẫn ở công ty làm việc. Trong lúc nói chuyện với thư ký, anh chợt nhớ ra mình đã hẹn gặp Kỷ Tinh tại tiệm đồ ngọt lúc 8 rưỡi. Lúc này cô gọi điện tới, Hàn Đình nói rằng khi nãy mình có chút việc bận và sẽ tới ngay sau 10 phút. Thấy đã sắp 9 giờ, Kỷ Tinh bảo nhân viên mang kem đến. Cùng lúc đó Hàn Đình đã đến tiệm kem nhưng không thấy Kỷ Tinh đâu. Bên này kem đã sắp tan hết nhưng anh vẫn chưa tới. Cả hai bỏ điện thoại ra gọi cho đối phương nhưng lại trùng hợp vào cùng một lúc nên không liên lạc điện. Kỷ Tinh định gọi lại thì đen thay đúng lúc điện thoại hết pin. Lúc này cả hai vô tình phát hiện ra có hai quán kem, một là Star Ice và một quán là Star Ice, đã rất nhiều người bị nhầm lẫn và đi nhầm. Cả hai vội vàng rời khỏi đó và đến nơi đối phương đang đợi. Đến một đoạn cua, Kỷ Tinh cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đã chạy qua Hàn Đình cho đến khi nghe tiếng anh gọi. Nhìn thấy cô thở hổn hển, anh bảo cô lần sau hẹn gặp cứ nhắn tin thẳng cho mình, sau đó hai người cùng nhau đi ăn đêm. Ở một diễn biến khác, Tô Chi Châu vì uống rượu thay cho Lật Lệ nên đã uống say. Cô cảm ơn cậu ấy về việc đó nhưng cả hai cũng chỉ là bạn nên Lật Lệ bảo cậu lần sau không cần phải làm như vậy. Tô Chi Châu mong cô cho mình một cơ hội nhưng Lật Lệ đã từ chối, nói rằng bản thân đã có bạn trai và tình cảm đang rất ổn định, sau đó gọi xe cho cậu ấy về trước. Cô gọi Diệt Kiêu ngỏ ý muốn tới nhà anh nhưng anh ta lại nói ngày mai sẽ đem đồ đến nấu cho cô ăn, khiến Lật Lệ buồn bã. Bên phía Lộ Lâm ra, cậu ấy khai trương quán bar nên Hàn Đình cũng tới. Thấy Tiểu Mông, anh liền hỏi về Kỷ Tinh thì biết hôm nay cô có việc bận phải làm. Hàn Đình chán chẳng buồn uống nước ngay lập tức rời đi, nờ ói rằng công ty có việc phải làm. Đúng lúc đó Tiểu Mông lại chạy tới báo với Lộ Lâm ra Kỷ Tinh đang trên đường đến. Nghe vậy Hàn Đình vòng lại không đi nữa, khiến Lâm ra không hiểu kiểu gì. Một lát sau Kỷ Tinh đã tới nhưng cả hai không biết nói gì. Kỷ Tinh cảm thấy ngoài chuyện công việc hai người dường như không có ngôn ngữ chung. Vì thế cả hai cùng nhau chơi trò chơi ai thua sẽ phải uống cốc nước hỗn hợp đặc biệt kia. Cuối cùng Hàn Đình đã bị Kỷ Tinh hạ gục. Anh nhắm mắt nhắm mũi uống hết ly nước khiến cô không nhìn được cười. Sáng hôm nhau như đã hẹn, Diệp Kiêu đến nhà Lật Lệ cùng nhau ăn cơm. Lúc này cô cảm thấy bản thân ngày càng thích anh rồi. Trước kia cô quen bạn trai chỉ dựa vào tâm trạng vui thì hẹn hò, phiền thì chia tay chứ chưa từng muốn tìm hiểu người kia. Thế nhưng kể từ khi quen Diệp Kiêu tất cả đều thay đổi, cô đã phá lệ rất nhiều chuyện đến mức bản thân cũng thấy lạ lẫm về chính mình. Thế nhưng cô lại không dám hẹn hò vì cho rằng mối quan hệ của hai người định sẵn là không có kết quả. Lúc này Diệp Kiêu ngỏ lời muốn cả hai cùng hẹn hò và từ nay hai người danh chính ngôn thuận làm người yêu của nhau. Chuyển cảnh đến bệnh viện Tinh Cảng. Kỷ Tinh cùng Lật Lệ tới đó chào hỏi bác sĩ Ngụy Đức, người phụ trách cho đợt thử nghiệm lâm sàng lần này, thì vô tình chạm mặt Nhất Thần. Anh là phụ tá của chủ nhiệm Ngụy nên bọn họ ngồi lại cùng nhau bàn bạc. Tối đó cô nhắn tin cho Hàn Đình rủ anh ngày mai đến bệnh viện Tinh Cảnh để khảo sát cuộc phẫu thuật lâm sàng. Mặc dù nói bản thân còn phải xem xét đã vì cô báo muộn nhưng hôm sau khi Kỷ Tinh đến nơi thì anh đã ngồi chỗm trệ ở đó. Thấy cô tới, Nhất Thần đứng dậy nhường ghế nhưng sau đó cô lại ngồi xuống bên cạnh Hàn Đình. Sau một khoảng thời gian, cửa phòng mổ đã mở ra. Bác sĩ báo ca phẫu thuật rất thành công khiến ai nấy đều vui mừng. Tô Chi Châu cảm thấy nên làm một bữa ăn mừng chuyện này thì Nhất Thần đồng ý.
Thế nhưng Hàn Đình vì còn rất nhiều việc phải làm ở công ty nên không thể đi cùng. Anh cho rằng vẫn phải theo dõi tình hình của bệnh nhân đến khi ổn định nên chắc Nhất Thần cũng không thể đi. Nghe vậy, Nhất Thần hẹn mọi người đợi đến lúc đó thì Hàn Đình lại quay sang rủ Kỳ Tinh đi ăn cơm. Xuống dưới, Tô Chi Châu đợi Lật Lệ cùng đi lại nhận được lời từ chối và tận mắt chứng kiến cô ấy cùng bạn trai thân mật. Ở một diễn biến khác, sếp Thường hẹn sếp Uyển đến cùng bàn bạc. Anh ta cảm thấy từ khi Hàn Đình quay về nước thành tích đã rất tốt, hơn nữa còn xóa sạch người của cô ta ra khỏi đội ngũ lòng cốt. Nếu để mặc như vậy không sớm thì muộn sếp Uyển cũng sẽ bị Hàn Đình thay thế, nên sếp Thường muốn hai người cùng hợp tác kéo anh ra khỏi vị trí giám đốc điều hành của y tế Đông Dương. Thấy cô vẫn còn do dự, anh ta lại nhắc đến chuyện có người đang âm thầm thu mua cổ phiếu lẻ của y tế Đông Dương và đoán chắc phía sau đó là Hàn Đình. Chuyển cảnh đến quán rượu của Lâm gia, thấy Tô Chi Châu buồn bã ngồi cầm lon bia suốt cả tiếng đồng hồ, anh tới hỏi thăm và đãi luôn chai rượu. Vì hai người vốn chẳng quen biết nhau nên Tô Chi Châu kể cho Lâm gia nghe câu chuyện của mình. Anh bảo Chi Châu đứng lên và nhìn một lượt, sau đó phê bình cách ăn mặc của cậu ấy. Lâm gia nói rằng mình chính là chủ ở đây, mấy trường hợp như Chi Châu bản thân đã gặp quá nhiều. Cậu ấy lấy giấy bút để được anh chỉ bảo thì lúc này Lâm gia nhận ra Chi Châu cũng là người của khoa học kỹ thuật tinh thần. Lật Lệ mà cậu nhắc tới Lâm gia cũng quá là quen thuộc nên Chi Châu mong anh giấu giúp mình chuyện này. Sau khi được ông anh tư vấn về gu ăn mặc, sáng hôm sau Tô Chi Châu xuất hiện với phong cách khiến người ta nghiêng thùng đổ gánh. Lúc này Lật Lệ đi tới và thấy cậu hôm nay giống như quỷ thần tạo ra vậy. Đến đây Chi Châu vẫn không biết là cô ấy đang khen hay đang chê mình thì một đồng nghiệp đứng lên góp ý rằng Lật Lệ khen cậu mặc rất đẹp nên lần sau đừng mặc nữa. Ở một diễn biến khác, Kỳ Tinh quyết định sang Đức một chuyến để học tập thêm vài điều. Cô vừa bước lên máy bay đã thấy Hàn Đình ngồi đó. Khi cả hai về chỗ, anh nhắn tin cho cô nói rằng xuống sân bay hãy đợi mình vì tầm đó rất khó bắt xe. Đến khi máy bay hạ cánh thì Kỳ Tinh ngủ quên mà trên cổ cô lại là chiếc gối của Hàn Đình. Anh hỏi khách sạn nơi cô ở và cho người chuyển đồ của mình tới đó luôn. Trên xe, Hàn Đình giúp cô kiểm tra mấy công ty sẽ đến và gạch tên những nơi không khả đi. Sau khi đến nơi, cả hai cùng nhau đi dạo. Lúc này một đôi vợ chồng đến nhờ cô chụp ảnh giúp. Ông lão hỏi Hàn Đình kia có phải người yêu của anh thì anh nói rằng bây giờ vẫn chưa phải. Ông ấy khen cô thật đáng yêu và khích lệ Hàn Đình hãy cố lên. Thấy cô chụp ảnh đàn chim bồ câu, anh cũng lấy điện thoại chụp hình cô. Cả hai phát hiện ra đối phương và tiến lại gần nhau. Những ngày sau đó, Kỳ Tinh bận rộn với công việc không có thời gian liên lạc với anh. Đến ngày thứ 6, cô mới nhắn tin tới hẹn Hàn Đình tại quán cà phê. Cả hai nói chuyện về công việc và Kỳ Tinh ngỏ ý muốn tới tham quan tại cơ sở Đông Dương. Hàn Đình đồng ý và hẹn cô vào 2 giờ chiều ngày mai. Hôm sau, cả hai cùng nhau đến Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đông Dương chi nhánh nước ngoài. Ở đây, bọn họ sáng chế ra robot tên Tiểu Hoàng để hướng dẫn tham quan. Nó sẽ nhận diện qua đoạn hội thoại của bọn họ để phân biệt đó là người nước nào rồi dùng ngôn ngữ phù hợp. Anh dẫn cô đi tham quan xung quanh và bức tường đó ghi lại toàn bộ lịch sử của tập đoàn Đông Dương ở Munich. Trên đó có cả dấu mốc ghi lại sự thất bại, vì đối với anh, hào quang của sự thành công chỉ là thoáng qua. Bài học sau những thất bại sẽ nhắc nhở mỗi chúng ta phải luôn hướng về phía trước. Sau khi tham quan, hai người tới sân bóng rổ. Hàn Đình dạy Kỳ Tinh chơi bóng mà tiếp xúc ở khoảng cách vậy trái tim cô bắt đầu loạn nhịp. Sau đó đôi chim cu đã cùng nhau trở về. Tuy rằng đã về đến tầng của mình nhưng Hàn Đình muốn tiễn Kỳ Tinh lên tầng của cô. Đến cửa phòng, Hàn Đình muốn ngày mai anh được đưa cô ra sân bay nhưng Kỳ Tinh cho biết cô phải đi cùng các học viên khác. Khi Hàn Đình vừa trở về phòng thì Tăng Địch đã tìm đến anh. Tuy không chào đón nhưng anh vẫn phải mời cô vào trong. Tăng Địch cho biết cô muốn mời Hàn Đình cùng mình đi tham gia họp lớp của cô nhưng anh đã từ chối. Tăng Địch muốn nói chuyện với Hàn Đình nhưng anh không mấy quan tâm đến những điều cô nói. Khi cô muốn ngồi xuống ghế thì anh lại mời cô nhót để mình đi ngủ. Sáng hôm sau, Lật Lệ vẫn đau bụng vì cô đã bị viêm dạ dày. Nhưng đây chỉ là bệnh cũ của cô từ khi cô còn rất nhỏ. Năm xưa bố mẹ của cô đã ly hôn vì mẹ quá bận bịu công việc nên không để tâm đến việc ăn uống của cô. Trước đây cô từng ao ước sau này sẽ có một gia đình hạnh phúc chăm lo cho mình. Giờ đây Lật Lệ đã có được điều mình mong muốn khi có Diệp Kiêu ở bên cạnh. Chuyển cảnh Tiểu Mông đã đến nhà thăm bà Hàn. Lâm gia hôm nay khi thấy Tiểu Mông thì đã ăn mặc một cách vô cùng đẹp đẽ. Khi bà rời đi thì Lâm gia nói rằng mình có một cái mic muốn tặng cho Tiểu Mông để cô có thể livestream. Sau khi set up xong phòng livestream của Tiểu Mông thì thanh niên đã bị cô đuổi về nhưng anh lại muốn mời cô mấy hôm nữa sẽ đi ăn. Sau vài lời nói phét thì Tiểu Mông cũng đã chấp nhận lời mời của anh. Ở một diễn biến khác, Hàn Đình đi ăn sáng thì Tăng Địch đã ở đây chờ đợi anh. Kỳ Tinh khi tìm đến thì cũng đã nhìn thấy hai người họ ngồi chung một bàn. Tăng Địch thấy vậy thì cố tỏ ra thân mật với Hàn Đình để Kỳ Tinh chứng kiến cảnh này. Đến khi Hàn Đình quay lại thì Kỳ Tinh đã quay người rời đi. Bây giờ anh mới nhận ra lý do mà Tăng Địch cố tỏ ra thân mật với mình. Tăng Địch không hiểu sao Hàn Đình biết rằng cô vẫn luôn thích anh mà anh lại chẳng bao giờ quan tâm đến điều này. Hàn Đình cho biết Tăng Địch chưa bao giờ nằm trong sự lựa chọn của anh. Hai người chỉ có thể là tình bạn hay đồng nghiệp chứ chưa bao là tình đồng dâm.
Kỳ Tinh khi ấy cũng nghe được người khác nói Hàn Đình và Tăng Địch thật đẹp đôi. Nhưng khi cô chuẩn bị lên xe thì Hàn Đình đã cho người chuẩn bị bữa sáng cho cô. Kỳ Tinh khi nhận được tin nhắn giải thích của anh thì cũng đã vui hơn nhiều. Tại tập đoàn Đông Dương, nhóm của Kỳ Tinh sau khi họp xong thì Lật Lệ đã rủ cô tối nay cùng tụ họp. Sau đó cô đã gọi điện muốn mời Diệc Kiêu đi cùng mình nhưng anh lại cảm thấy như vậy là không tiện mà từ chối. Nhưng khi bữa ăn của bọn họ diễn ra thì Diệc Kiêu cũng đã tìm đến, thấy anh và Kỳ Tinh quen nhau đã khiến cho Lật Lệ có chút không vui. Đến khi trở về, Lật Lệ không ngờ Kỳ Tinh biết rằng Diệc Kiêu là chủ của tập đoàn Tinh Duyệt mà cô lại chẳng hề biết về thân phận của anh. Đến khi cả hai đi hẹn hò thì Diệc Kiêu cho biết anh có việc gấp nên phải đưa Lật Lệ về trước. Trở về nhà, Lật Lệ đã hỏi Kỳ Tinh về Diệc Kiêu. Cô không hiểu tại sao anh lại chỉ cho mình biết về một nửa thân phận của anh. Hôm sau, Kỳ Tinh đến bệnh viện thì gặp một người phụ nữ muốn phẫu thuật miễn phí nhưng qua sàng lọc lại không đủ điều kiện. Sau khi nghe hoàn cảnh của chị thì Kỳ Tinh đã đem hồ sơ đến nhờ Nhất Thần giúp đỡ. Nhưng khi cô rời đi thì Thu Tử đã chứng kiến cảnh này. Thu Tử đã hỏi Nhất Thần về chuyện Kỳ Tinh đã biết hai người họ thành đôi. Nhưng Nhất Thần chưa biết, anh vẫn chưa có cơ hội để nói cho mọi người biết. Tối đó, bà Hàn đã tìm đến quan ba của con trai mình. Sau khi uống thử ly rượu do Lâm ra thì bà cũng tin rằng việc làm ăn của anh là vô cùng ổn thỏa. Khi đèn chiếu đến thì bà Hàn chính là người được chọn lên sân khấu. Không chút ngại ngùng, bà đã chạy lên để gửi đến mọi người một ca khúc. Một đồng nghiệp mới ở bộ phận tài chính đến công ty để báo cáo. Tô Chi Châu đã đưa cô ấy đến nơi làm việc của mình. Người mới đến Trung Ý Ni rất say mê công việc của cô ấy. Kỳ Tinh nói với mọi người trong cuộc họp rằng anh ấy có ý tưởng mới chuyên về nghiên cứu liên quan đến xương. Điều này cũng được Tô Chi Châu xác nhận. Họ cần phải hoàn thành văn bản quy hoạch trước khi Hàn Đình quay lại. Bên này, anh ta lấy nam châm tủ lạnh mà Kỳ Tinh đưa cho anh về nhà. Kỳ Tinh vừa gửi tin nhắn nói rằng cô đã có phương hướng chính xác ngay từ đầu. Anh lập tức tới Đông Dương tìm cô. Kỳ Tinh nói với Hàn Đình suy nghĩ của mình. Kỳ Tinh muốn biết thêm thông tin chính xác, anh ấy đã biết điều này từ lâu rồi. Trước khi Hàn Đình rời đi, anh hỏi Kỳ Tinh rằng cô muốn tổ chức sinh nhật vào ngày mai như thế nào. Kỳ Tinh vẫn đang thắc mắc tại sao Hàn Đình lại biết chuyện này. Nhưng người ta thường nói muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do mà. Tối đó, Hàn Đình đã đợi đến 12 giờ sáng để kịp thời gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Kỳ Tinh. Kết quả là anh ta ngồi đợi đến tê cả chân không đứng dậy nổi. Sáng hôm sau, Kỳ Tinh thức dậy, bật điện thoại lên thì thấy Hàn Đình là người chúc mừng sinh nhật cô đầu tiên vào đúng 00 giờ. Khi Hàn Đình về nhà, anh thấy ông nội và chị gái cùng nhau luyện tập thư pháp. Hàn Đình và chị lại đang nói về công ty. Ông nội muốn thuyết phục Hàn Đình ở bên Tiểu Địch. Nhưng Hàn Đình nói rằng Tiểu Địch không nằm trong sự lựa chọn của anh. Anh có thể làm những gì ông yêu cầu, nhưng anh không muốn bị kiểm soát nên ông nội đành phải thỏa hiệp. Buổi tối, Kỳ Tinh chụp ảnh tại địa điểm do các bạn thân sắp xếp. Lật Lệ đang đợi Tiểu Mông ở tầng dưới. Khi hai người chuẩn bị đi lên thì nhìn thấy Nhất Thần đưa Thu Tử tới. Hai người ôm nhau, họ hỏi Thu Tử tại sao cô ấy lại ở cùng Nhất Thần. Mặc dù Nhất Thần và Kỳ Tinh đã chia tay nhưng họ không ngờ rằng hai người lại đến với nhau như vậy. Những điều này đã được Kỳ Tinh đã nhìn từ trên lầu. Lúc bọn họ đi lên, Kỳ Hành vội vàng mỉm cười chào đón. Mặc dù mọi người không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều có chút khó chịu. Kỳ Tinh nhìn nụ cười gượng gạo của mọi người. Cuối cùng cô đã nói với Thu Tử rằng đã nhìn thấy cô và Nhất Thần ở cùng nhau. Và dù trong lòng có khó chịu đến đâu nhưng hai người cũng không cần giấu giếm cô như vậy. Lật Lệ nhìn thấy Kỳ Hành đi ra ngoài vội vàng đuổi theo. Lật Lệ đã gửi tin nhắn cho Diệc Kiêu nói rằng có chuyện xảy ra. Diệc Kiêu giới thiệu với Hàn Đình gặp một số lãnh đạo bệnh viện về vấn đề công ty nhưng khi biết chuyện anh vội vàng đi tìm Kỳ Tinh. Lúc này Kỳ Hành đang lang thang Choco Pie một mình trên đường. Hàn Đình chỉ gọi điện hỏi thăm Kỳ Hành ở đâu, anh cần cô đi cùng để xử lý vài việc của công ty, điều này khiến cô không thể từ chối. Hàn Đình lái xe tới, cả hai đều có chút xấu hổ khi lên xe. Trước khi Diệc Kiêu kịp xử lý sự việc, Hàn Đình đã quay lại tiếp tục giúp đỡ. Kỳ Tinh cũng mới biết được khách sạn này do Hàn Đình điều hành. Thậm chí cả người đầu bếp, mấy món ăn cô từng được ăn cũng là Hàn Đình nấu. Mặc dù đang bàn việc với các anh lớn nhưng Hàn Đình vẫn chuẩn bị đồ ăn nhẹ cùng với một ly cốc tai vị dâu đặc biệt cho Kỳ Tinh. Hàn Đình sau khi bàn việc xong thấy sắp hết ngày nên đã lấy bật lửa ra tượng trưng cho cây nến, bảo Kỳ Hành ước một điều. Sau đó hai người bắt đầu uống rượu chơi xúc xắc. Nếu Kỳ Tinh thắng thì Hàn Đình phải chia cho một số cổ phần. Nhưng nếu Hàn Đình thắng thì cô sẽ làm bất cứ điều gì Hàn Đình nói. Không ngờ Hàn Đình là người giành chiến thắng chung cuộc. Hàn Đình nhìn Kỳ Tinh mà không nói gì, sau đó anh lấy một chiếc vòng cổ hình ngôi sao đã chuẩn bị ra và đeo cho Kỳ Tinh. Hàn Đình ban đầu muốn đưa Kỳ Tinh về nhà nhưng Kỳ Tinh đã giữ lấy Hàn Đình và nói rằng cô đã sẵn sàng thừa nhận thất bại. Hai người nhìn nhau đắm đuối rồi, việc gì đến cũng sẽ đến. Hai người đưa nhau lên giường và trao nhau những gì tuyệt vời nhất. Sáng hôm sau khi Kỳ Tinh tỉnh lại thì nhớ đến cảnh giường chiếu hôm qua của hai người thì che mặt vì ngại ngùng. Cô bắt đầu dọn dẹp đồ lén lút, nhân cơ hội Hàn Đình nghe điện thoại không để ý thì chuồn ra ngoài. Ai ngờ lại gặp anh trợ lý đã đợi sẵn bên ngoài, Kỳ Tinh lấy cớ rất vội rồi đi ngay.
Sau đó anh ta vào báo tin cho Hàn Đình rồi đưa một tệp giấy báo cáo tiêu thụ sản phẩm y tế Đông Dương. Thấy sản phẩm có tiến triển tốt, anh lập tức bảo trợ lý tăng giá tất cả sản phẩm lên 10%. Bên này Kỳ Tinh vừa về đến văn phòng thì đã bị Lật Lệ chạy tới hỏi chuyện là cô đi đâu suốt đêm qua. Mới đầu Kỳ Tinh vẫn chối là chỉ qua nhà một người bạn để ngủ nhờ, nhưng với vài chiêu cơ bản Lật Lệ đã bắt cô phải nói ra sự thật. Kỳ Tinh thừa nhận đêm qua ngủ ở nhà Hàn Đình, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết mối quan hệ hai người là gì vì anh ấy chưa một lần tỏ tình. Lật Lệ thấy vậy khuyên cô bạn nên nghỉ phép vài hôm để đi chữa lành rồi suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này. Cùng lúc đó Hàn Đình đi tới tìm Kỳ Tinh thì mới biết cô ấy đã cắt phép vừa ra ngoài về quê mất rồi. Anh rất buồn liền lên tầng thượng ngắm mèo ăn thì gặp Diệt Kiêu ở đây. Hàn Đình lập tức hỏi anh ta làm như thế nào có thể giữ một cô gái ở bên mình suốt đời. Diệt Kiêu biết đó là Kỳ Tinh lên khuyên Hàn Đình cho cô ấy thời gian để suy nghĩ vì mối quan hệ cấp bậc khiến Kỳ Tinh hơi ngộp. Bên này Kỳ Tinh cũng đã về tới nhà với bố mẹ, ai nấy cũng vui mừng vì gia đình được đoàn tụ. Chuyển cảnh Lâm Gia lúc này ở nhà ngồi ngắm nhìn Tiểu Mông dạy mẹ mình hát thì có vẻ u mê không lối thoát. Anh đợi đi khi xong việc thì lập tức ga lăng muốn đưa Tiểu Mông về. Một lúc sau khi Lâm Gia với vẻ mặt vui tươi trở về nhà mẹ ở bên biết ngay con trai mình có tình cảm với Tiểu Mông mà, bà luôn ủng hộ hai tay hai chân khi anh cưới cô ấy. Đúng lúc này niềm vui lại nhân đôi khi Lâm Gia thấy video mà anh đăng trên mạng về giọng hát của mẹ mình bây giờ đã hot trend. Bà vừa nhìn thấy thì rất vui mừng vì được rất nhiều người ủng hộ, tiện đây mẹ đã quyết định đầu tư vào quán bar của Lâm Gia. Điều này khiến anh vui sướng không thể nào tả được. Phía bên này Hàn Đình và Kỳ Tinh nằm cả đêm nhớ nhau không thể nào ngủ được. Vài ngày sau khi Kỳ Tinh đã lên lại thành phố để làm việc, cô vẫn ngại ngùng chưa muốn đến văn phòng để gặp Hàn Đình nên Kỳ Tinh đã sai Chi Châu đi nộp báo cáo hộ. Hàn Đình bên này biết nhân viên bên công ty tinh thần đến nộp báo cáo chứ phải không Kỳ Tinh thì chán không buồn nói. Tối đến cô vẫn chăm chỉ làm bài diễn thuyết để chuẩn bị cho buổi tham dự hội nghị lớn. Khi nhìn thấy bài phát biểu của Hàn Đình qua màn hình điện thoại, Kỳ Tinh lại nhớ về kỷ niệm đẹp của hai người. Sáng hôm sau cô bắt đầu đi đến để tham gia buổi hội nghị thì bất ngờ gặp Hàn Đình ở đây. Anh biết là cô rất vội vào để chuẩn bị bài diễn thuyết lên chỉ khuyên Kỳ Tinh hãy tự tin khéo léo diễn xuất thật tốt và đặc biệt lời thoại phải bắt đầu từ trái tim của mình. Hàn Đình hẹn tối nay khi cô xong việc thì sẽ cùng nhau đi ăn rồi gặp các đối tác để nói chuyện. Một lúc sau khi đến lượt Kỳ Tinh thể hiện bài diễn thuyết của mình, cô diễn xuất một cách rất thông minh và lanh lợi, hoàn thiện bài diễn thuyết rất hoàn hảo, điều này khiến Hàn Đình và mọi người ở dưới vỗ tay không ngừng. Tối đến sau khi xong việc hai người cùng nhau lên xe cùng nhau đi ăn. Lần này là một buổi gặp mặt với rất nhiều đối tác lớn ở những công ty khác, ở đây mọi người có vẻ không ưa nhau cho lắm, ai nấy cũng cho bên mình là nhất khiến buổi gặp mặt có vẻ căng thẳng. Sau khi buổi giao lưu kết thúc, Kỳ Tinh cùng Hàn Đình cùng tham gia một bữa tiệc. Trong bữa tiệc lần này còn có sự góp mặt của sếp Thường, Hàn Đình không uống rượu. Anh tự dùng trà thay rượu mời tất cả mọi người có mặt ở đây, Kỳ Tinh không như Hàn Đình. Cô bị mấy người đối tác dồn ép phải uống rượu, có điều Hàn Đình lại không muốn cô uống rượu nên liên tục từ chối. Sếp Thường thấy vậy thì ra mặt uống trước một cốc rồi sau đó dụ dỗ Hàn Đình uống bằng được. Thấy anh không uống, Kỳ Tinh tính giúp nhưng Hàn Đình lại ngăn lại rồi một hơi hết sạch. Anh sau đó ngay lập tức ra ngoài xe lấy thuốc uống vì do bị ngộ độc với cồn. Đột nhiên bên bệnh viện thông báo bệnh nhân Phượng Mỹ có chuyển biến xấu. Kỳ Tinh ngay lập tức tới đó rồi hỏi thăm tình hình của Phượng Mỹ. Ấy vậy ngày hôm sau chồng của cô ấy lại đưa Phượng Mỹ tới chỗ của Kỳ Tinh rồi đòi cô bồi thường thiệt hại cho vợ mình. Kỳ Tinh nhanh chóng ra giải quyết chuyện nhưng đối phương không chịu nghe cô giải thích mà bắt phải được bồi thường bằng được. Ở bên này Hàn Đình nghe tin Kỳ Tinh gặp rắc rối liền chạy tới giải quyết dùng cô. Anh không ngần ngại mà bảo trợ lý bồi thường cho họ rồi kéo Kỳ Tinh đi. Lúc sau trợ lý cũng thành công giải quyết rồi báo lại cho Hàn Đình biết. Kỳ Tinh thì vẫn không vừa lòng nhưng Hàn Đình nói đây là cách giải quyết ổn thỏa nhất cho cô rồi. Nếu anh không làm như vậy thì danh tiếng của Kỳ Tinh cũng như công ty đều rơi vào trạng thái ban đầu. Sau một đêm ân ái mặn nồng thì sáng hôm sau cặp đôi của chúng ta tỉnh dậy trong sự hạnh phúc. Cả hai cùng làm rất nhiều việc của các cặp đôi yêu nhau thường làm, đó là cùng nhau đánh răng. Cùng nhau ăn sáng rồi sau đó thay đồ và cùng nhau tới công ty làm việc. Trên đường tới chỗ làm Lật Lệ gặp Diệt Kiêu. Trên xe cả hai đã nói về chuyện tình cảm với nhau. Đúng thật là cả hai ban đầu chỉ là vui vẻ với nhau nhưng một khi đã rung động thì lại chẳng thể khống chế được bản thân. Muốn dừng lại hay bước tiếp, Tiêu Diệt Kiêu hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho cô biết sau. Cùng hôm đó trên mạng dậy sóng lên một bài báo tố cáo công ty khoa học kỹ thuật tinh thần nhiều lần được y tế Đông Dương bao che. Rất nhiều trang mạng khác cũng đăng đàn về vụ bê bối đó khiến mọi chuyện càng khó kiểm soát hơn. Trước sóng gió này y tế Đông Dương sẽ phải ứng phó ra sao? Toàn bộ việc làm xấu xa đó là do một tay tên Thường hay gây lên nhằm phá hoại khoa học kỹ thuật tinh thần và nhắm vào khối tài sản của Chu Thị. Hàn Uyển mau chóng tìm tới ông sếp Châu để bày mưu thêm dầu vào lửa, mau chóng đưa công ty tinh thần của Hàn Đình đi tới bước đường phá sản. Hàn Đình sau chuyện này thì biết thừa rằng đằng sau đã có kẻ giật dây hãm hại mình.
Tinh thần bị tổn thất, giá cổ phiếu của Y tế Đông Dương suy giảm, người hưởng lợi nhất chính là kẻ đầu sỏ. Trong cuộc họp với ban quản trị, Hàn Đình đã đưa ra quyết định cho anh thêm 3 ngày, anh sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện và làm tiêu cực lắng xuống. Nếu không thành công, bản thân anh sẽ tự động rút lui khỏi công ty. Ông nội cũng rất đặt niềm tin vào Hàn Đình, công ty không phải ngày đầu thành lập và cũng đã trải qua rất nhiều khủng hoảng nên Hàn Đình nghĩ sẽ có cách giải quyết. Ở một bên khác, Tăng Địch tới gặp Hàn Uyển, được bà chị tham mưu cho việc Hàn Đình đang trong giai đoạn giải quyết nhiều khó khăn. Đây là cơ hội để Tăng Địch giúp Hàn Đình lấy lại thể diện cũng như ghi điểm trong mắt anh ấy. Để tìm hướng giải quyết, Kỳ Tinh đã tới nhà của Hứa Tráng để gặp vợ anh ta với bản hợp đồng phẫu thuật của Trương Phương Mỹ, và đây là cơ hội cuối cùng của cô ta. Chỉ cần cô đồng ý xác thực vết thương cũ không liên quan gì đến tinh thần thì cuộc phẫu thuật vẫn sẽ được tiếp tục. Nhưng Trương Phương Mỹ lại sợ tên chồng nát rượu của mình nếu biết sẽ không tha nên một mực từ chối lòng tốt của Kỳ Tinh. Đúng lúc đó tên chồng nát rượu trở về nên Kỳ Tinh phải tránh mặt để không làm ảnh hưởng đến mọi người. Theo chỉ dẫn của Hàn Uyển, Tăng Địch tới tìm Hàn Đình ngỏ lời giúp đỡ để xoay chiều dư luận vượt qua khủng hoảng này. Nhưng Hàn Địch thừa hiểu chuyện này là do bên này gây lên. Vì vậy anh từ chối sự giúp đỡ đó rồi đuổi khéo Tăng Địch mau chim cút. Điều này làm Tăng Địch khá là cay vì tấm lòng của mình bị từ chối rồi lại còn bị phũ. Ở một diễn biến khác, Tô Chi Châu mang quà cho Diệt Kiêu. Thấy sự nhiệt tình của anh chàng, Diệt Kiêu nói ý để anh không phải mất công tán tỉnh cô làm gì. Nhưng Chi Châu sau một thời gian thích Diệt Kiêu đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Anh giờ đây chỉ coi cô là chiến hữu, cùng nhau cố gắng phát triển công ty chứ không có ý gì hơn. Cả hai từ giờ sẽ là bạn bè tốt của nhau. Miệng nói nhưng lòng đầy quặn đau. Chuyển cảnh hôm sau, Kỳ Tinh một lần nữa tới nhà của tên say rượu Hứa Tràng. Đúng lúc hắn ta đang bạo hành vợ và nói ra những bí mật trong vụ việc. Kỳ Tinh nhanh chóng rút điện thoại ra quay làm bằng chứng. Ở bên này, Hàn Đình đã điều tra được vết thương trên cơ thể của bệnh nhân Trương Phương Mỹ kia là do chồng cô ta bạo hành mà gây lên. Lập tức anh lên đường tới đó để làm rõ sự việc. Bên này, Kỳ Tinh đã mang theo điện thoại đang ghi hình xông vào nhà, yêu cầu tên Hứa Tráng kia dừng ngay hành động bạo hành vợ. Tên này không chịu mà còn đòi lấy chiếc điện thoại rồi đuổi dí theo Kỳ Tinh. Thật may Hàn Đình cùng các vệ sĩ đã tới kịp lúc bảo vệ cho Kỳ Tinh và khống chế tên vũ phu kia, an toàn bảo vệ nhân chứng và vật chứng. Hôm sau ở công ty, mọi người trong tổ của Kỳ Tinh rất vui mừng vì mọi chuyện đã được làm sáng tỏ, trả lại thanh danh cho công ty tinh thần. Tiện đây bọn họ cũng có thể quảng bá sản phẩm mới, đúng là trong họa có phúc mà. Bên này Hàn Đình cũng đang tham dự cuộc họp cổ đông sau vụ bê bối. Anh đã giải quyết triệt để vụ việc và sẽ đưa giá trị cổ phiếu của Đông Dương lên một tầm cao mới. Sau khi tan làm, Kỳ Tinh hẹn Hàn Đình đến một nơi có thể ngắm sao. Mỗi lần cảm thấy áp lực, cô đều làm như vậy để thư giãn. Hàn Đình ôm cô vào lòng và cả hai cùng ở bên nhau trong một đêm ấm áp. Sáng hôm sau, theo như tin tức, giá cổ phiếu của Y tế Đông Dương đã bắt đầu ngừng giảm. Diệp Kiêu hỏi Hàn Đình có nên nhắc về chuyện KPI với Kỳ Tinh, nhưng anh thấy với tính cách của cô thì chẳng cần mình phải gây áp lực. Diệp Kiêu cảm thấy bây giờ anh đang bắt đầu bị lẫn lộn giữa chuyện công việc và tình cảm rồi, không còn rạch ròi nữa. Chuyển cảnh, Hàn Đình trở về thăm ông. Kể từ khi sáng lập Đông Dương tới giờ, đây là lần đầu tiên ông bị người ta chặn ở cửa rồi răng biểu ngữ như vậy. Mặc dù chuyện này tạm thời đã được giải quyết, nhưng một cái đinh khi đã găm vào tấm gỗ nhất định sẽ để lại dấu vết. Lúc này nghe Hàn Đình nói, ông mới biết chuyện này là do Tăng Địch xúi dục chồng của Trương Phượng Mỹ đến gây sự. Ở một diễn biến khác, vì đứng ra bênh vực cho Kỳ Tinh mà Tiểu Mông bị đám người trên mạng chửi bới. Điều này khiến cô rất áy náy, thì Tiểu Mông trấn an rằng đám người đó chỉ giúp mình nổi hơn thôi. Bên phía Thu Tử, sau khi nghe nói Tinh Thần đã vượt qua khó khăn thì chúc mừng nhất thần. Hơn nữa Kỳ Tinh dù sao cũng là bạn thân nên cô ấy thực sự thấy vui thay cho cô. Thu Tử đoán rằng bây giờ ba người họ đang mở tiệc ăn mừng, nhưng cô ấy có thể chẳng bao giờ qua lại được với Kỳ Tinh nữa. Nhất thần hỏi Thu Tử có thấy tiếc nuối, nhưng cô ấy đã lựa chọn anh thì sẽ không bao giờ hối hận. Đột nhiên Nhất thần đề nghị kết hôn khiến Thu Tử vui mừng òa khóc. Ở một diễn biến khác, Lật Lệ cùng Diệp Kiêu đi dạo. Cô cảm thấy hai người nhìn bên ngoài thì rất thân mật, nhưng bên trong dường như có một bức rào cản vô hình mà từ đầu tới cuối dường như cô chưa từng chạm được vào trái tim anh. Diệp Kiêu cũng không muốn giấu giếm gì, cô chỉ cần Lật Lệ mở lời anh sẽ nói hết. Trước đó anh đã muốn nói với cô một chuyện, nhưng đột nhiên Tinh Thần lại xảy ra biến cố. Diệp Kiêu từng kết hôn và vợ cũ của anh ấy đã qua đời trong một lần khó sinh vào 5 năm trước, để lại cô con gái tên Bối Bối được bố mẹ của anh nuôi dưỡng. Mọi chuyện về bản thân Diệp Kiêu đã nói hết, còn cô muốn đi hay ở anh đều tôn trọng. Bên phía Kỳ Tinh, cô vô tình nhìn thấy Hàn Đình ở cùng Tăng Địch trong phòng ăn. Cô ta nhắc đến hành động của Đồng Khoa nhưng bị anh từ chối vì có báo cáo cũng không phải là cô ta. Anh cũng đã bảo phòng đầu tư thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần Quảng Hoa cho Tăng Địch và bảo cô ta hãy trả lời. Tăng Địch cho rằng anh sẽ không đẩy mình đi trong khoảng thời gian này vì Quảng Hoa sẽ lập tức gia nhập vào Đồng Khoa. Hàn Đình chẳng quan tâm vì đó là chuyện của cô ta. Hơn nữa anh làm vậy cũng không phải vì cảm tính, nếu không đã ra tay từ lúc cô ta và Thường Hà lén lút qua lại. Hàn Đình ra ngoài thì thấy Kỳ Tinh đã uống say và ở cùng Nhất Thần.
Bọn họ tới để ăn cơm cùng vài đồng nghiệp trong viện. Lúc này cô bắt đầu nói móc sang chuyện anh cùng Tăng Địch ăn cơm và không muốn lên xe cùng. Hàn Đình bất lực chỉ có thể bảo tài xế đưa cô về trước. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Lật Lệ quyết định gặp Bối Bối. Trong phút chốc cô cảm thấy ba người họ giống như một gia đình vậy. Thế nhưng Diệp Kiêu lại mong cô cho mình thêm chút thời gian vì không muốn Bối Bối phải đột ngột trải qua chuyện này. Chuyển cảnh Hàn Đình vì gọi cho Kỳ Tinh nhưng cô không bắt máy nên đã tìm tới tận nhà. Cô trách móc rõ ràng anh biết Tăng Địch có tình cảm với mình mà còn ăn cơm cùng cô ta. Hàn Đình giải thích bọn họ gặp mặt chỉ là để bàn về công việc cho rạch ròi. Vì cả hai luôn bận rộn ở công ty không biết lúc nào đối phương rảnh nên Hàn Đình đã cài định vị của mình để Kỳ Tinh có thể theo dõi mọi lúc mọi nói. Biết hôm nay Tiểu Mông đi dạy không có nhà nên cả hai đưa nhau vào phòng làm nháy. Lúc này Lộ Lâm ra và Tiểu Mông quay về thì thấy Hàn Đình ở bên trong với chiếc quần không thể nào chuối hơn. Đúng lúc đó Kỳ Tinh đi ra chính thức công khai mối quan hệ của hai người. Lâm Gia và Tiểu Mông thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người thì nói rằng bọn họ hoàn toàn trong sáng sau khi lấy đồ thì rời đi luôn. Hàn Đình đón cô về ngôi nhà của mình và mật khẩu cũng chính là sinh nhật Kỳ Tinh. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối. Sáng hôm sau Kỳ Tinh phấn khích khi được sếp tổng đưa đi làm, thế nhưng anh lại muốn có chút động lực. Kỳ Tinh thấy vậy thì thơm cho phát khiến Hàn Đình bứt rứt không yên. Dù sao anh cũng là sếp, đến muộn chút cũng không sao, sau đó bế cô vào phòng. Chuyển cảnh tới công ty, Kỳ Tinh sau khi bàn bạc tiền thưởng cho mọi người thì bắt đầu triển khai. Lúc này thấy Thượng Cao Phong được nhiều tiền thưởng mà bản thân lại ít hơn nên Vivi vô cùng phẫn nộ. Cô ta tìm tới chỗ Kỳ Tinh kiến nghị và đòi số cổ phần của mình vì bản thân là thành viên chủ chốt trong đội ngũ sáng lập Tinh Thần. Điều này khiến Kỳ Tinh không hiểu kiểu gì vì bọn họ chưa từng nói sẽ chia cổ phần. Chi Châu nhớ lại lúc mới thành lập công ty đã nói mọi người cùng nhau khởi nghiệp nên phúc lợi và lợi nhuận đầy đủ cả. Thế nhưng phúc lợi mà cậu ấy nói chính là các loại tiền thưởng cơ bản. Việc bọn họ ký kết hợp đồng thì cô ấy chính là nhân viên chứ không phải cổ đông. Vivi nhất quyết không đồng ý vì bản thân có tham gia vào nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo kết đốt sống. Đồng thời sau khi giải quyết xong chuyện này cô ấy cũng sẽ từ chức khỏi đây. Mà tất cả những chuyện này đều do Hàn Uyển một tay sắp xếp. Hàn Đình dẫn Kỳ Tinh đi ăn tối. Thấy cô mãi lăn tăn về chuyện của Vivi, anh nói rằng mối quan hệ giữa sếp và nhân viên suy cho cùng chỉ là một bản hợp đồng. Lòng người là thứ khó tin nhất trên đời, chỉ khi cân đối về lợi ích mới có thể cân bằng. Thế nên nếu cô cứ đối xử như bạn bè chỉ khiến đối phương được nước lấn tới. Cho dù cô muốn che ô cho người khác cũng cần phải cân nhắc vì không biết chừng người đó lại muốn cướp đi chiếc ô của cô. Sáng hôm sau Kỳ Tinh cho gọi Vivi, cô khuyên cô ấy hãy suy nghĩ kỹ vì nếu ở lại thì sẽ được tăng lương còn chia cổ phần là điều không thể. Trong thời gian làm việc công ty đã trả lương cho cô ấy và tất cả những chuyện cô ấy làm chính là trách nhiệm. Cô ấy không hề tham gia vào việc quản lý hay cung cấp mối quan hệ để phát triển. Hơn nữa khi Vivi tới đây làm việc thì Tinh Thần đã được Y tế Đông Dương đầu tư và trong hợp đồng của bọn họ cũng không nhắc đến việc chia cổ đông. Chuyện lần này ầm ĩ khiến Kỳ Tinh rất buồn. Bọn họ đã quen biết nhau rất lâu nhưng bộ mặt ngày hôm nay của Vivi đối với cô hoàn toàn xa lạ. May mắn lúc này cô vẫn còn Hàn Đình ở bên cạnh. Sáng hôm sau Chi Châu báo tin Vivi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Dù do cô ấy xin nghỉ nhưng Kỳ Tinh vẫn quyết định thưởng thêm một tháng lương. Chi Châu thấy cô bây giờ rất khác, mặc dù có quy tắc nhưng vẫn rất tình người và ngày càng giống với Hàn Đình. Cùng lúc đó Hàn Đình nhận được tin Chu Hậu Vũ đã bị cảnh sát đưa đi nên thiết bị y tế Chu Thị ngừng sản xuất. Kỳ Tinh khi biết tin liền tới tìm Hàn Đình vì nghe bọn họ bàn tán chuyện này có liên quan đến anh. Kỳ Tinh vốn cũng chẳng ưa tên Chu Hậu Vũ đó nhưng cô thấy buồn vì mấy nghìn nhân viên ở đó sắp tới phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Đột nhiên cô hỏi nếu một ngày mình cũng động chạm tới Y tế Đông Dương liệu anh có đối xử như vậy. Hàn Đình nói rằng sẽ không và tiến tới hôn cô. Trở về Hàn Đình lấy ra bức ảnh sinh nhật năm 8 tuổi có cả cha lẫn mẹ mà buồn bã. Kể từ khi bọn họ qua đời anh chưa từng đón sinh nhật thêm một lần nào nữa. Trong bức ảnh cô thấy Hàn Đình cầm chú hải cẩu và nhớ lại chuyện năm xưa. Khi ấy mẹ dẫn Kỳ Tinh đi mua một đôi hải cẩu mà khi mẹ anh tới mua thì đã hết. Bà ấy nói rằng mình muốn mua tặng con trai nhân ngày sinh nhật nên cô đã tặng lại một con và chúc anh sinh nhật vui vẻ. Kỳ Tinh không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy. Sáng hôm sau cô dẫn Hàn Đình đến thủy cung rồi lấy ra bức ảnh hồi nhỏ mà người đứng ở phía xa trong đó chính là anh. Trước đó cô không hề biết cho đến tối hôm qua nhìn bức ảnh của Hàn Đình. Năm đó mẹ anh cũng đã kể chú hải cẩu đó là do một cô bé tặng nhưng không ngờ người ấy lại là cô. Duyên phận đã đưa bọn họ đến bên cạnh nhau nên Kỳ Tinh muốn trở thành người bảo vệ hạnh phúc cho anh. Cùng lúc đó Lâm Gia và Tiểu Mông tốn bao công sức chuẩn bị sinh nhật cho Hàn Đình nhưng anh lại báo không về. Đột nhiên nảy nên một ý tưởng, Lâm Gia biến không gian đó trở thành nơi tỏ tình của chính mình. Thế nhưng lúc này Tiểu Mông lại bịt miệng cậu ấy lại nói rằng cả hai chính là bạn tốt mà nếu như vậy chưa đủ thì có thể làm em gái anh, rồi vội vàng bỏ chạy. Chuyển cảnh Hàn Đình và Kỳ Tinh đến một quán ăn, anh kể lại chuyện năm đó bố mẹ mình đã bị tai nạn ở một vùng quê.
Vì điều kiện y tế nơi đó khá lạc hậu nên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất và cũng chính vì thế anh lựa chọn học y và phát triển nó. Cho dù không thể bù đắp được quá khứ mất mát nhưng cũng có thể giúp đỡ nhiều người hơn. Sáng hôm sau, Lật Lệ và Kỳ Tinh đều nhận được lời mời dự đám cưới từ Thu Tử và Nhất Thần, đang vui vẻ bàn bạc xem hôm đó mặc gì thì thấy thái độ khác lạ của mọi người. Lật Lệ hỏi ra thì biết được Vivi đã gửi WeChat cho từng người nói rằng cảnh ngộ của cô ấy cũng là của bọn họ sau này. Dù có những người tin tưởng Kỳ Tinh nhưng cũng không ít người đã chịu ảnh hưởng. Sau khi đọc bài viết của Hoàng Vivi, Kỳ Tinh rất tức giận định phản bác nhưng lại nghĩ đến quãng thời gian hai người cùng nhau làm việc thì bắt đầu do dự. Cô gọi tất cả mọi người đến họp và quyết định quảng bá sản phẩm mới vào lúc này. Trong đó cô nhắc đến những ngày đầu thành lập công ty chỉ là căn nhà nhỏ của mình, vượt qua mọi khó khăn mới có thể phát triển được đến ngày hôm nay. Chịu quá nhiều áp lực từ dư luận, đôi chim cu đã rủ nhau lên nóc nhà để tâm sự. Kỳ Tinh giờ đây không còn quan tâm đến chuyện Hoàng Vivi đã phản bội cô. Cô chỉ cảm thấy khó chịu khi bị mất đi thứ gì đó mà không thể lấy lại được. Hàn Đình thấy vậy thì cũng đưa ra một vài lời khuyên giúp Kỳ Tinh có thể vượt qua nỗi đau này. Sáng hôm sau, Diệp Kiêu đã nói cho Hàn Đình biết rằng Hàn Uyển và Thường Hà đã bí mật cấu kết với nhau. Mức giá mà Đông Dương đưa ra để mua thiết bị y tế Chu Thị cũng là do Hàn Uyển đã đưa cho Thường Hà. Chuyện Hàn Đình nâng đỡ Hãn Hải đã không thể giấu nên anh sẽ tìm cách để nói với Kỳ Tinh. Sáng hôm sau chính là lễ cưới của Thu Tử. Đám người Kỳ Tinh khi chứng kiến bạn của mình như vậy thì đã rất vui. Lật Lệ khi bắt được hoa cưới thì muốn tặng cho Diệt Kiêu, muốn hai người họ cùng nhau kết hôn. Nhưng bất ngờ khi anh lại không muốn tái hôn khiến Lật Lệ vô cùng thất vọng. Cô không muốn tiếp tục nghe những lời Diệt Kiêu nói mà rời đi. Ở một diễn biến khác, đôi chim cu đã đến bên bờ biển mà tỏ tình với nhau. Hàn Đình cho biết anh muốn cả đời này được ở bên cạnh Kỳ Tinh. Kỳ Tinh muốn anh cầu hôn mình nhưng Hàn Đình cho biết nó không phải ngày hôm nay. Anh không muốn ngày kỷ niệm của họ là ngày cưới của người khác. Chuyển cảnh, Lâm Gia đã mời đại thụ thần tượng của Tiểu Mông đến quán bar khiến cô vô cùng vui mừng. Nhưng khi thấy Tiểu Mông ngắm nhìn đại thụ một cách say đắm đã khiến Lâm Gia ghen tức. Tiểu Mông đã nhờ anh chụp ảnh cô với thần tượng nhưng anh lại chụp cả anh vào đó. Vì tính tình của Lâm Gia có chút trẻ con muốn cãi nhau tay đôi với Tiểu Mông nên cô đã tức giận mà rời đi. Tối đó Lật Lệ trở về thì Diệp Kiêu đã ở cửa chờ đợi cô. Anh gửi đến cô lời xin lỗi vì không thể mang đến cho cô một mái ấm. Thấy anh tặng nhẫn cho mình nhưng lại không cầu hôn nên Lật Lệ đã muốn hai người họ Campuchia. Hôm sau, sếp Châu cảm thấy có điều gì đó không đúng khi Hàn Đình đứng ở bờ vực mà anh vẫn bình chân như vậy. Nghĩ rằng anh đã có kế hoạch gì đó trước khi từ Đức trở về nên Hàn Uyển đã cho người đi điều tra. Sau đó, trợ lý đã tìm đến Hàn Đình để hỏi về vấn đề cạnh tranh giữa Tinh Thần và Hãn Hải trong dự án sắp tới. Nhưng trước đó, hai người họ từng bàn đến việc sát nhập cả hai tập đoàn đó với nhau. Giờ đây, Hàn Đình lại muốn tích hợp vì như vậy cả hai có thể giữ nguyên bản chất của mình. Chi Châu lúc đó cũng thông báo cho Kỳ Tinh biết dự án của bọn họ đã bị Hãn Hải hớt tay trên. Đúng lúc này thì Thường Hà cũng đang chờ cô tới họp. Anh ta muốn Kỳ Tinh cho đồng khoa của họ một cơ hội trong vòng gọi vốn Series A của Tinh Thần. Ngoài mặt thì muốn hợp tác nhưng thực chất là muốn Kỳ Tinh và Hàn Đình chấm dứt tình cảm cũng như sự nghiệp với nhau. Nghe đến đây, Kỳ Tinh đã từ chối khéo ý định của anh ta. Tối đó, Tiểu Trung đã nhờ Chi Châu giúp mình sửa máy tính. Tiện đây cô cũng thổ lộ tình cảnh rằng mình thích anh. Tiểu Châu biết rằng Chi Châu có tình cảm với Lật Lệ nhưng cô mong anh có thể cân nhắc để đến với mình. Chi Châu đã nhanh chóng từ chối điều này vì anh chỉ coi cô là đồng nghiệp. Sáng hôm sau, Lật Lệ đã trả lại quà mà trước đó Diệp Kiêu đã tặng cho cô. Cô không muốn hai người họ tiếp tục mà mời anh chim cút khỏi cuộc đời mình. Hàn Đình khi đưa Kỳ Tinh trở về thấy cô buồn bã khi bị Hãn Hải cướp đi dự án thì cảm thấy vô cùng có lỗi. Sau đó anh đã đưa cô về nhà để ra mắt khiến Kỳ Tinh vô cùng bất ngờ khi cô chưa kịp chuẩn bị gì. Hàn Đình cho biết cả hai đã ra mắt gia đình nên anh hy vọng sau này dù có chuyện gì xảy ra thì Kỳ Tinh cũng không được nuốt lời. Hàn Uyển khi nhìn thấy Kỳ Tinh thì đã không vui ra mặt. Trong lúc mời trà, cô còn cố tình nhắc đến Tăng Địch trước mặt Kỳ Tinh. Không những chỉ có vậy, mẹ của Hàn Uyển còn chế nhạo Kỳ Tinh khi cô may mắn yêu được Hàn Đình. Trong bữa cơm, hai mẹ con Hàn Uyển cũng chế nhạo Kỳ Tinh khi Tinh Thần không thể vượt qua Hãn Hải. Nhưng cô cho biết Hãn Hải thành lập trước Tinh Thần 5 năm nên việc vượt qua là điều rất khó. Kỳ Tinh không bỏ cuộc vì cô đã có nền móng và con đường đi cho riêng mình. Trên đường trở về, Kỳ Tinh cảm thấy việc về ra mắt gia đình đúng là cửa ải vô cùng khó khăn. Nhưng cô sẽ cố gắng, lần sau nhất định sẽ lấy lòng ông nội của Hàn Đình. Trở về nhà, Hàn Đình nhớ lại ông lại từng nhận xét về anh và Kỳ Tinh. Hai người họ lớn lên trong hoàn cảnh sống khác nhau nên việc nhìn nhận về tình yêu và công việc cũng khác nhau. Điều này trước mắt khiến cả hai thu hút nhau nhưng lâu ngày nó sẽ là lý do khiến cả mỗi người một ngả. Nếu mâu thuẫn giữa đôi bên xảy ra thì một trong hai người họ sẽ phải nhường nhịn đối phương. Hàn Đình nghe vậy thì sẽ cố gắng làm mọi thứ để hai người họ có thể hòa hợp. Khi ấy anh cũng định thừa nhận chuyện Hãn Hải nhưng Kỳ Tinh cho biết mình đã từ chối Thường Hà khi anh ta muốn đầu tư vào Tinh Thần. Sáng hôm sau, Kỳ Tịnh đã gọi điện cho bố mẹ của mình mà thông báo cô và Hàn Đình đã thành một đôi.
cả hai đã hứa hẹn Tết này sẽ về nhà cô để họ cùng nhau đón Tết. Ở một diễn biến khác, trợ lý của Hàn Uyển đã điều tra về mối quan hệ của Trần Ninh Dương, người gây dựng Hãn Hải, với Hàn Đình. Hai người họ đã có mối quan hệ mật thiết với nhau khi còn ở bên Đức. Sau khi Hàn Đình nhận chức ở Y tế Đông Dương thì cũng đã giao lưu kỹ thuật với Hãn Hải. Ngay lập tức Hàn Uyển đã đem chuyện này nói cho Thường Hà và Tăng Địch biết. Nhận thấy Hàn Đình chỉ coi Tinh Thần là quân cờ nên sẽ ra tay với Tinh Thần. Sau đó Tăng Địch đã tìm đến Kỳ Tinh, cô ta nói cho Kỳ Tinh rằng sở dĩ Hãn Hải giỏi hơn bọn họ là do có một ông lớn ở phía sau. Mà người đó không ai khác chính là Hàn Đình, kể từ khi anh còn ở bên Đức. Ý định của anh chính là sát nhập Hãn Hải vào Đông Dương, còn Tinh Thần chỉ là quân cờ để che mắt. Điều này đã khiến Kỳ Tinh vô cùng bất ngờ, còn Tăng Địch thì cũng công kích thành công tình cảm giữa hai người họ. Tối đó Kỳ Tinh đã nói cho Hàn Đình biết Hãn Hải đã phát triển một cách vô cùng nhanh chóng. Cô không biết sau này Hãn Hải lớn mạnh thì có nuốt chửng Tinh Thần của cô, nhưng Hàn Đình không muốn tiếp tục so sánh hai tập đoàn này với nhau mà anh sẽ bảo vệ Tinh Thần vì Kỳ Tinh. Nhận thấy Hàn Đình yêu mình chỉ vì muốn tìm được người phù hợp nên Kỳ Tinh đã không muốn nghe anh giải thích mà đi tắm. Đêm đó cả hai đã không còn ôm nhau mà mỗi người một bên vì những lời nói chia cắt họ. Sáng hôm sau Hàn Đình tỉnh dậy thì Kỳ Tinh đã rời đi, vì đêm qua cô đã phát hiện ra bản kế hoạch anh muốn tích hợp Hãn Hải và Tinh Thần. Hàn Đình vì thất tình mà gọi Diệp Kiêu đến để tâm sự. Anh cho biết Kỳ Tinh đã biết chuyện về Hãn Hải và giờ cô ấy đang đi bàn chuyện gọi vốn với Thường Hà. Kỳ Tinh khi ấy cũng đã đồng ý với Thường Hà mà muốn đẩy nhanh tiến độ. Khi đạt được mục đích của mình, Hàn Uyển và Thường Hà đã vô cùng vui mừng. Cô ta muốn xem Hàn Đình giải thích như thế nào khi Tinh Thần để Đồng Khoa rót vốn giúp Tinh Thần sát nhập vào Đông Dương. Đến khi bị ban giám đốc hỏi tội thì lúc đó Hàn Uyển có thể thuận lợi nhận lại ủy quyền quản lý Đông Dương. Hôm sau Tăng Địch đã đến chúc mừng Thường Hà khi anh ta đã thành công hợp tác với Tinh Thần. Bất ngờ Thường Hà lại đưa cho Tăng Địch xem bản thu mua cổ phần. Hóa ra trước đó Hàn Đình đã đến gặp anh ta, anh đã dùng cổ phần của Quảng Hoa để đối lấy số cổ phần ít ỏi của Tinh Thần trong tay Thường Hà. Với một miếng mồi béo ngậy như vậy thì Thường Hà đã không thể nào mà từ chối được nó. Tăng Địch khi ấy cũng nhận ra với Hàn Đình thì Quảng Hoa chẳng là gì cả, nhưng nó đối với Đồng Khoa thì vô cùng quý giá. Tăng Địch cũng đã quyết định từ nay cô và Thường Hà sẽ là đồng minh thật sự. Ở một diễn biến khác, Lật Lệ và Chi Châu đã đi gặp mặt đối tác. Đúng lúc này thì Diệp Kiêu cũng đến chúc mừng đám người họ. Thấy anh không cho Lật Lệ uống rượu, Chi Châu đã đứng ra uống thay cô. Đến khi Lật Lệ ra thanh toán tiền ăn thì Diệp Kiêu đã thanh toán trước đó. Thấy Diệp Kiêu tìm đến Lật Lệ không muốn hai người họ dính líu gì đến nhau mà rời đi. Thấy anh ta vẫn tiếp tục bám lấy Lật Lệ, Chi Châu liền đuổi theo rồi đấm mà cảnh cáo Diệp Kiêu. Chi Châu không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh Lật Lệ nhịn nhục để Diệp Kiêu đến làm phiền cô. Lật Lệ nghe vậy thì muốn chấm dứt mối quan hệ giữa cô và Diệp Kiêu. Tối đó Kỳ Tinh trở về nhà mà nói rằng cô đã hợp tác với Thường Hà, nhưng Hàn Đình đã biết điều này. Cô không hiểu tại sao anh lại không giận, nhưng Hàn Đình cho rằng anh mới là người phải giải thích chuyện trước đó. Hai người họ đã tự đặt cho nhau một loạt câu hỏi, nhưng Kỳ Tinh chỉ muốn biết tại sao anh lại giấu cô. Liệu rằng có phải chuyện anh đầu tư vào Tinh Thần chỉ là thứ để che mắt cho việc yểm trợ Hãn Hải? Hàn Đình cho biết trước đây Tinh Thần vì gọi vốn nên anh đã đầu tư. Hiện nay muốn sát nhập Hãn Hải và Tinh Thần là vì muốn cả hai cùng nhau hợp tác phát triển thay vì cạnh tranh để diệt trừ nhau. Vì mỗi người có một ý kiến riêng nên Kỳ Tinh đã ký kết hợp tác với Đồng Khoa. Nhưng điều mà cô không biết là Thường Hà đã chuyển lại số cổ phần của anh ta tại Tinh Thần cho Hàn Đình. Điều này khiến Hàn Đình vô cùng bất ngờ khi Thường Hà lại làm điều này. Bị Kỳ Tinh nói anh coi cô như là đồ chơi đã khiến Hàn Đình tức giận. Anh cho biết tên Thường Hà đó đang giúp Hàn Uyển để dồn anh vào chỗ chết. Cô ta muốn lợi dụng Tinh Thần để cướp Ti Y tế Đông Dương từ tay của anh. Đám người họ có thể phản bội Kỳ Tinh bất cứ lúc nào. Nhưng với Kỳ Tinh thì anh làm những chuyện này cũng chỉ vì quyền lợi của anh mà coi Tinh Thần như một quân cờ. Vì bất đồng quan điểm nên cả hai đã xảy ra cãi vã. Kỳ Tinh cho rằng Hàn Đình là đồ lừa đảo mà đã rời khỏi đây. Hôm sau truyền thông đã đưa tin tập đoàn Đông Dương đã sát nhập Hãn Hải và Tinh Thần. Khi đó thì Kỳ Tinh cũng đã đi gặp Trần Ninh Dương. Anh cho biết việc sát nhập giữa bọn họ chỉ là cùng nhau hợp tác chứ Hàn Đình không hề có ý định thôn tính bất cứ bên nào. Nhưng Kỳ Tinh mong muốn khi sát nhập họ không được đuổi nhân viên của mình một cách vô cớ. Ngoài ra phải giữ nguyên quyền tự chủ nghiên cứu phát triển của Tinh Thần. Sau đó Kỳ Tinh đã mở một cuộc họp trong công ty. Cô cho biết Tinh Thần và Hãn Hải đã sát nhập với nhau, nhưng mọi người sẽ không ai bị đuổi việc và họ sẽ vẫn nhận mọi ưu đãi giống như khi ở Tinh Thần. Kỳ Tinh nói với mọi người rằng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì Tinh Thần sẽ không bao giờ tan vỡ. Nhưng Hàn Uyển không ngờ rằng Thường Hà sẽ phản bội cô, hai bên xảy bất đồng. Hàn Uyển nói rằng điều cô ghét nhất chính là bị dùng làm quân cờ để trao đổi. Ngay sau đó Hàn Uyển đạo đức giả đến gặp Hàn Đình để chúc mừng anh vì đã hoàn thành giấy đảm bảo trước thời hạn, nhưng Hàn Đình đã biết rằng Hàn Uyển và Thường Hà đã hợp lực. Hàn Uyển ban đầu từ chối thừa nhận, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh hai người đang nói chuyện thì à ta mới câm nín. Hàn Đình Hà nói Hàn Uyển cấu kết với đối thủ cạnh tranh để phản bội lợi ích của công ty thì Hàn Uyển đúng là quá hồ đồ rồi.
Hàn Đình nói rằng anh sẽ không làm gì Hàn Uyển vì dù sao hai người cũng là chị em ruột. Chỉ cần cô chuyển hết cổ phần của mình cho Hàn Đình thì anh sẽ bỏ qua chuyện này. Hàn Uyển cho rằng thực sự nể đứa em trai của mình vì anh có thể lợi dụng người phụ nữ yêu quý của mình. Nếu Kỳ Tinh có thể tha thứ cho Hàn Đình và tiếp tục ở lại bên anh thì có thể nói Kỳ Tinh không hề thích Hàn Đình. Nhưng khi Hàn Đình trở về nhà, anh phát hiện mọi thứ liên quan đến Kỳ Tinh đều đã được dọn đi. Trong nhà Hàn Đình như không có sự sống, chỉ có Hàn Đình ngồi một mình rất lâu trên ghế sofa. Tết Nguyên đán đang đến gần, Kỳ Tinh thu dọn hành lý và chuẩn bị về nhà. Những người bạn tốt của cô đang giúp thu dọn hành lý. Hàn Đình lái du thuyền để chuẩn bị đón năm mới. Vốn dĩ Hàn Đình định đến nhà Kỳ Tinh để đón Tết nhưng anh không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy và hai người chia tay nhau. Lộ Lâm Gia vẫn ở đó để thuyết phục Hàn Đình và tin rằng Kỳ Tinh sẽ có thể tha thứ cho anh. Bên này sau Lật Lệ và mẹ cô tình cờ đi mua sắm trở về và nhìn thấy Chi Châu. Lật Lệ hỏi Chi Châu muốn làm gì, Chi Châu nói rằng anh chỉ muốn tặng cô một thứ gì đó. Chi Châu rất thích mẹ của Lật Lệ, Chi Châu bày tỏ tình yêu với Lật Lệ và mẹ cô nghĩ rằng bây giờ họ là một cặp đôi. Sau khi Kỳ Tinh trở về nhà, bố mẹ cô hỏi tại sao Hàn Đình không đến nên phải tìm cớ và nói rằng Hàn Đình ở nhà có chuyện. Sau khi Kỳ Tinh trở về phòng, bố mẹ tò mò tại sao Hàn Đình không tới nhưng họ cũng không muốn nói ra trước mặt vì sợ cô không vui. Còn về phía Hàn Đình, sau khi về nhà anh vẫn nói với ông nội rằng anh và Kỳ Tinh vẫn chưa kết thúc và anh tin rằng mình sẽ có thể nhận được sự tha thứ của Kỳ Tinh một lần nữa. Trong khung cảnh năm mới gần kề, nhà nhà vui vẻ bắn pháo hoa đón Tết thì có hai con người với vẻ mặt buồn bã lang thang trong vô vọng. Kỳ Tinh một mình đi trên đường nhìn từng người một với dáng vẻ cô đơn. Hiện tại chỉ có mèo con ở bên cạnh Hàn Đình. Sáng sớm anh đã gửi lời chúc mừng năm mới cho Kỳ Tinh nhưng Kỳ Tinh suy nghĩ mãi vẫn không chịu trả lời. Kỳ nghỉ Tết đã trôi qua, Hàn Hải định tổ chức cuộc họp sáp nhập với Tinh Thần nhưng Kỳ Tinh vẫn không xuất hiện. Hàn Đình suy nghĩ đủ thứ chuyện với Kỳ Hành trong cuộc họp và chẳng thèm để ý đến những gì đang diễn ra. Lật Lệ và Chi Châu trở lại văn phòng và được cấp dưới thông báo rằng Kỳ Tinh đã gửi email cho công ty và cô ấy đã nộp đơn từ chức. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Kỳ Tinh biết được ưu nhược điểm của từng đồng nghiệp giúp mọi người có thể đi đúng hướng nhưng Kỳ Tinh lại rời đi. Cô tin rằng mọi người đều có thể ngày càng tốt hơn, tuy rất tiếc vì không thể đồng hành cùng mọi người nhưng cô tin rằng mọi người đều có thể làm việc thật tốt mà không có cô ấy. Hàn Đình muốn biết Kỳ Tinh sẽ đi đâu. Nhưng Lật Lệ không thể nói được, cô cho rằng Kỳ Tinh có lý do riêng khi không nói cho Hàn Đình, mong anh có thể để cho cô cũng như cả hai người có thời gian riêng để suy nghĩ lại. Và chỉ để lại đơn xin từ chức, Hàn Đình ngày nào cũng uống rượu để quên đi nỗi buồn, thậm chí còn bỏ qua chứng dị ứng rượu của mình bởi vì Kỳ Tinh từng nói uống rượu có thể quên đi tất cả. Kỳ Tinh đến một đất nước xa lạ để có thể quên đi mối quan hệ của cô với Hàn Đình. Diệp Kiêu biết Hàn Đình dạo này tâm trạng không tốt nên đã bàn mưu kế để cứu vớt cho anh ấy. Lộ Lâm Gia cố tình hẹn gặp Hàn Đình. Sau đó mọi người đã chuẩn bị một câu chuyện cho anh ấy. Thực chất là diễn lại quá trình quen biết của Kỳ Tinh và Hàn Đình thông qua một câu chuyện cổ tích giữa con cháu và chú thợ săn. Kỳ Tinh trên thực tế là con mồi của Hàn Đình và liệu Hàn Đình có vì lợi nhuận mà làm hại cô hay không? Đôi mắt của Hàn Đình thực tế đã đỏ hoe vì anh thực sự không muốn như vậy. Mọi người an ủi Hàn Đình và khuyên anh nên dùng thời gian để hàn gắn những vết sẹo trong lòng, có lẽ đó là định mệnh khi họ gặp lại nhau. Kỳ Tinh bắt đầu học lại, hy vọng có thể làm phong phú thêm kiến thức của mình. Cô trở lại trường học với tâm trạng tươi trẻ và tràn đầy sức sống nhưng Kỳ Tinh luôn cô đơn. Đang ngồi uống cà phê chiêu chiêu thì Kỳ Tinh nghe thấy một người đàn ông Trung Quốc nói chuyện với giáo sư. Hóa ra tiến sĩ Tần này vốn có ý định quay lại Trung Quốc, nhưng bác sĩ lại nói rằng ông ấy vẫn muốn anh ở lại. Đúng là cuộc đời luôn tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Cô tình cờ làm quen được với Tần Lập và được anh mời đi ăn cơm nhưng cô từ chối và nói rằng có duyên thì sẽ gặp lại. Tại thư viện của trường học, giáo sư Mạnh cho biết trường đại học hy vọng Tần Lập có thể ở lại giảng dạy cho trường học nhưng Tần Lập từ chối. Không ngờ lúc này Kỳ Tinh lại tới trả sách cho thầy Mạnh. Tần Lập nhân cơ hội đến xin số điện thoại của cô luôn. Cũng nói rằng anh có thể giới thiệu sách cho Kỳ Tinh. Cô muốn biết về sách về trí tuệ nhân tạo AI, Tần Lập trực tiếp lấy ra một đống sách cho cô bởi anh là một thiên tài trong lĩnh vực này. Lần gặp gỡ thứ hai này thì cô không thể từ chối ăn cơm cùng Tần Lập nữa rồi. Diệp Kiêu đến văn phòng của Hàn Đình, anh ấy rất ghen tị với văn phòng khổng lồ này. Bây giờ công ty của Đồng Khoa và Quảng Hoa sắp chính thức hợp tác nhưng Hàn Đình không quan tâm. Kể từ khi sáp nhập, tất cả nhân sự của bộ phận kỹ thuật đều được cử đi làm việc tại hiện trường. Có thể nói Hãn Hải muốn tiếp quản bộ phận kỹ thuật khiến phòng kỹ thuật của Tinh Thần đi tàu bay giấy luôn. Lật Lệ đã đến và động viên Tô Chi Châu nhưng anh nói cô không cần quá lo lắng bởi anh có thể giải quyết được. Chỉ cần chị không nói với Kỳ Tinh để chị ấy không phải lo lắng về công ty. Mẹ của Lục Lâm Gia cố tình làm ra vẻ đang bị ốm và bất tỉnh để Lâm Gia và Tiểu Mộng đến thăm bà. Sau đó cô Lưu giúp việc lại lấy lý do là nhà có việc bận cần xin nghỉ ít hôm, không còn cách nào khác Tiểu Mộng đành phải ở lại chăm sóc mẹ của Lâm Gia. Thế là kế hoạch của mẹ Lộ Lâm Gia cô đã đạt được.
Khi Lật Lệ đến công ty vào sáng sớm, cô phát hiện ra rằng mọi người đã tăng ca cả đêm và phải ngủ lại ở đây. Hơn nữa, Tô Chi Châu thực sự đã làm được một sáng kiến tuyệt vời. Hiện tại, thời gian in ấn có thể rút ngắn 1/3, Tô Chi Châu đã trưởng thành rất nhiều khiến cũng rất hài lòng. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Mông luôn chăm sóc mẹ của Lộ Lâm Gia, mẹ của anh ta thậm chí còn khen ngợi con trai bà trước mặt Tiểu Mông vì nấu ăn rất giỏi kể từ khi bà bị bệnh. Con trai bà đã trưởng thành rất nhiều và bà cũng không muốn Tiểu Mông rời đi để có thể ăn đồ ăn Lộ Lâm Gia nấu. Lần này, lãnh đạo hãng Hải cũng chân thành khen ngợi Tô Chi Châu, mọi người ở Tinh Thần đều là những nhân tài được Kỳ Tinh đào tạo. Trong thời gian tiếp theo, Hàn Đình dự định đến Đức và liên hệ với giáo sư Mạnh Hâm để tìm cách phát triển kho nhân tài AI. Trở về nhà, Hàn Đình nhìn vào những điều Kỳ Tinh muốn hai người làm cùng nhau. Hàn Đình đã thực hiện được tất cả 9 điều và vẫn còn một điều cuối cùng. Bên này, Kỳ Tinh đã đến gặp giáo sư Mạnh Hâm. Trên thực tế, Kỳ Tinh đã nghĩ thông suốt một số điều khi đi du học. Điển hình là việc sáp nhập hai công ty sẽ có thể đạt được kết quả tốt hơn là hoạt động độc lập. Kỳ Tinh cũng đang chuẩn bị trở về Trung Quốc, lúc này giáo sư Mạnh nhận được điện thoại của Hàn Đình. Sau khi Tần Lập biết được Kỳ Tinh ngày mai sẽ về nên muốn dành thêm thời gian với cô, Hàn Đình vừa mới đến chỉ còn lại giáo sư Mạnh Hâm, ông muốn tiến cử Tần Lập cho Hàn Đình. Giáo sư cũng biết Tần Lập muốn phục vụ Tổ quốc, chỉ cần Hàn Đình thành tâm, Tần Lập nhất định sẽ đồng ý giúp sức. Hàn Đình một mình đi trên đường, không ngờ nhìn thấy Kỳ Tinh, hai người đều không ngờ lại gặp nhau ở đây. Không ngờ Tần Lập đi tới, anh nhìn thấy bọn họ liền đoán được là bọn họ quen biết. Khi hỏi về mối quan hệ giữa hai người, Kỳ Tinh nói rằng hai người là bạn học cùng trường, khiến Hàn Đình khá đau lòng. Hàn Đình cũng cho biết mục đích đến Đức lần này là để chiêu mộ nhân tài. Sau khi nghe ý kiến của Hàn Đình, Tần Lập cho rằng anh cần có thêm thời gian để suy nghĩ thêm. Sau khi Tần Lập rời đi, Hàn Đình hỏi Kỳ Tinh khi nào cô ấy sẽ trở lại Trung Quốc và sau khi trở về Trung Quốc cô có dự định gì. Điều mà Kỳ Tinh quan tâm là Hàn Đình đã lừa dối anh. Hàn Đình nói rằng anh không chỉ có tình yêu trong lòng mà còn cần sự nghiệp, cái gọi là thích hợp cũng là tình yêu. Mà trong tình yêu thì anh chỉ có một mình cô mà thôi. Sau khi Hàn Đình biết được Kỳ Tinh sẽ quay trở lại Trung Quốc, Hàn Đình cũng đi cùng chuyến bay với Kỳ Tinh. Sau đó giao bản kế hoạch chiến lược phát triển doanh nghiệp cho Kỳ Tinh. Hy vọng Kỳ Tinh có thể tham gia cùng họ để có thể cùng phát triển hãng Hải Tinh Thần. Sau khi Kỳ Tinh trở về, bây giờ hãng Hải Tinh Thần cũng đã gửi lời mời của công ty cho Kỳ Tinh. Sau một đêm suy nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng quyết định quay trở lại công ty. Hàn Đình rất vui khi biết Kỳ Tinh đã trở lại, ngay cả văn phòng của cô cũng chính Hàn Đình trang trí và Kỳ Tinh được giữ chức vụ phó chủ tịch. Tần Lập cũng đồng ý trở thành cố vấn của công ty và cùng làm việc với Kỳ Tinh trong những dự án sắp tới. Tại công ty, mọi người vô cùng bất ngờ khi thấy Chi Châu và Lật Lệ thành một đôi. Lật Lệ cũng hy vọng tất cả mọi người sẽ nỗ lực hết mình khi Kỳ Tinh không ở đây. Cùng thời điểm đó, Tần Lập sau khi họp xong thì đã làm tí cờ bạc bịp muốn mời Kỳ Tinh đi ăn trưa. Hàn Đình khi chứng kiến cảnh này thì vô cùng tức giận mà cũng đòi học làm ảo thuật. Trong lúc đi ăn, Kỳ Tinh đã nghe thấy Đàm Ngữ Ni muốn hẹn Hàn Đình đi ăn khiến cô có chút không vui. Hàn Đình khi tìm đến nhà hàng này thì thấy Tần Lập làm ảo thuật muốn rủ Kỳ Tinh cùng đi xem phim. Điều này khiến thanh niên không vui mà rời đi, nhưng Kỳ Tinh cũng đã từ chối lời mời này. Tần Lập biết Kỳ Tinh vẫn có tình cảm với Hàn Đình nên cậu muốn được cạnh tranh công bằng với anh. Trong khi Kỳ Tinh đang ăn thì Đàm Ngữ Ni lại đi qua muốn hẹn Hàn Đình đi xem phim khiến cô một lần nữa thêm buồn bã. Nhưng khi thời gian bộ phim bắt đầu, Kỳ Tinh thấy Hàn Đình không đi mà vẫn bật định vị để cô có thể nhìn thấy đã khiến cô vô cùng vui mừng. Chuyển cảnh, Kỳ Tinh đã đến tìm La Bình để xin nghỉ một hôm. Anh cũng chi biết sắp tới cô sẽ phải đi diễn đàn cấp cao về AI trong y tế. Sau đó, bố mẹ của Kỳ Tinh đã được đưa tới công ty, nhưng vì cô đang họp nên cả hai muốn xem con gái của mình. Gặp lại bố mẹ mình, Kỳ Tinh đã vô cùng vui mừng. Hai người họ đã hỏi về Hàn Đình nhưng cô nói do công việc bận rộn nên anh chưa thể gặp hai người. Ông bà Bô thấy vậy thì cũng không làm phiền con gái làm việc mà kiếm cớ để rời đi. Ở một diễn biến khác, Lâm Gia vẫn luôn buồn bã khi mẹ của anh bị bệnh. Tiểu Mông thấy vậy thì đã liên tục an ủi để anh có thể vui hơn. Trước đây cô cũng từng như vậy và anh chính là người an ủi cô nên lần này sẽ là cô an ủi anh. Tối đó bố mẹ của Kỳ Tinh cũng đã tìm đến Hàn Đình. Trước Tết hai người họ không thấy anh trở về cùng Kỳ Tinh thì đã thấy có điều gì đó không đúng. Hàn Đình bấy giờ cũng thừa nhận anh và Kỳ Tinh đã chia tay. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện thì ông bà Bô cũng hiểu ra vấn đề của hai người họ. Dù biết cả hai vẫn còn tình cảm nhưng bố của Kỳ Tinh khuyên Hàn Đình hãy cân nhắc thật kỹ nếu như hai người họ quay lại với nhau. Ông nghĩ rằng hai người họ nếu có quay lại thì cũng sẽ gặp phải những vấn đề tương tự mà một lần nữa chia xa. Hôm sau bố mẹ của Hàn Đình cũng thẳng thắn nói rằng họ đã đến gặp Hàn Đình. Hai người đã biết chuyện của đôi chim cu nên khuyên con gái mình hãy luôn lạc quan và yêu đời. Cùng thời điểm đó bà Hàn khi thấy Lâm Gia ra ngoài thì lại làm tí cay cay. Đúng lúc này thì Tiểu Mông đã giúp anh mua hoa quả nên cả hai đã quay lại. Nhưng khi cả trở về thì thấy bà Hàn đang ngồi buôn dưa lê. Lâm Gia muốn hỏi tội mẹ của mình nhưng lại bị bà trách mắng. Bà cho biết anh là đồ yếu đuối nên bà chỉ có thể làm vậy để anh và Tiểu Mông có thể gần nhau hơn. Thấy bà Hàn vô cùng tác hợp cho hai người đã khiến Tiểu Mông ngại ngùng mà rời đi.
Lâm Gia đã đuổi theo Tiểu Mông nhưng lại không biết tỏ tình với cô thế nào. Nhưng khi biết Tiểu Mông cũng thích mình mà còn cho anh thời gian thử việc đã khiến Lâm Gia vui sướng. Vì hôm sau là sinh nhật của Đại Hoàng nên Hàn Đình đã gửi ảnh của chú mèo đến cho Kỳ Tinh. Anh hy vọng ngày mai cô sẽ đến để cùng anh đón sinh nhật của Đại Hoàng. Theo lời hẹn thì hôm sau Kỳ Tinh cũng đã tìm đến. Nhân ngày sinh nhật Đại Hoàng, Hàn Đình đã tặng bánh kem cho Kỳ Tinh. Nói về chuyện tình cảm trước đây, cả hai có chút ngại ngùng nên đã cùng nhau chụp ảnh với Đại Hoàng. Sau chuyến đi công tác trở về, Kỳ Tinh đến nhà của Hàn Đình để thăm anh, sợ anh thay mật khẩu nhà cho nên Kỳ Tinh đành thử. Cô không ngờ anh vẫn giữ mật khẩu nhà đó và là ngày sinh của cô. Đi vào bên trong, Kỳ Tinh bất ngờ khi Hàn Đình vẫn giữ những kỷ niệm hay là những điều hai người cần làm khi ở bên nhau. Lúc này anh đang đi mua kem bông mà cô yêu thích. Ở nhà, Kỳ Tinh nghe thấy chuông cửa thì mở ra nhưng người đó lại là Chu Hậu Vũ. Khi Hàn Đình trở về nhà thì lại nhận được cuộc gọi của Kỳ Tinh nhưng đầu dây bên kia lại là giọng Chu Hậu Vũ. Hắn ta đưa tới cho Hàn Đình nghe giọng của Kỳ Tinh rồi hẹn anh trên sân thượng của xưởng tôn. Nếu Hàn Đình báo cảnh sát thì hắn ta đảm bảo anh sẽ không bao giờ gặp lại được Kỳ Tinh nữa. Ngay sau đó Hàn Đình cũng đi tới theo đúng yêu cầu của Chu Hậu Vũ. Hắn ta muốn Hàn Đình đưa cho mình 100 triệu đô la. Nhưng hiện tại anh chỉ có 2 triệu đô tiền mặt nên bảo hắn cầm trước. Số tiền còn lại ở trong thẻ này. Chu Hậu Vũ thấy vậy thì tớn lên thả người. Hắn cứ nghĩ mình chạy được thì Hàn Đình lao vào tấn công. Hai người đẩy nhau tới hành lang rồi rơi xuống dưới. May sao cảnh sát đã tới và dựng tấm đỡ lên kịp thời. Sau khi được đưa vào bệnh viện thì rất may Hàn Đình không bị làm sao cả. Anh hỏi xem Kỳ Tinh đã tha thứ cho mình chưa. Kỳ Tinh nói chỉ là giận hờn nhất thời nên cô đã bỏ qua cho anh từ lâu. Việc anh đã cứu cô thoát khỏi cái chết làm cho tình cảm của hai người càng trở nên sâu đậm hơn. Thường Hà mang đến một bản hợp đồng mua bán toàn bộ công ty Quảng Hoa cho Tăng Địch xem và muốn cô ký vào đó. Nhìn bản hợp đồng Thường Hà mang đến, Tăng Địch lại nhớ đến chuyện Kỳ Tinh bị bắt cóc khiến Hàn Đình bị thương mà nghi ngờ do anh làm. Thường Hà nói rằng hợp tác kinh doanh thì không chú trọng tình người, vì vậy anh ta mong rằng Tăng Địch suy nghĩ về việc bản hợp đồng này. Nghe vậy, Tăng Địch liền đến thăm Hàn Đình để nói chuyện với anh. Ở đó cô nói rằng mình đã ký hợp đồng bán Quảng Hoa cho Đồng Khoa. Mặc dù đó là đứa con tinh thần của Hàn Đình, khi bị bán đi anh cũng có chút buồn nhưng sâu trong đó vẫn cảm thấy vui vì sự phát triển của Quảng Hoa. Tăng Địch nói rằng hai người họ không là bạn thì chắc chắn sẽ thành kẻ thù. Có vẻ như điều này sẽ thực sự xảy ra sau khi cô về công ty Đồng Khoa làm việc. Nghe vậy Hàn Đình chỉ biết mỉm cười. Cùng lúc đó chị gái của anh cũng đang hẹn Thường Hà ra nói chuyện. Dù không thích em trai nhưng khi nghe người của Thường Hà bắt cóc Kỳ Tinh làm Hàn Đình bị thương, cô không khỏi khó chịu mà nhắc nhở anh ta. Nếu chuyện này để ông của họ biết được thì không còn đường lui nữa. Nghe vậy Thường Hà không những không sợ còn tỏ ra thách thức, khiến chị của Hàn Đình tức giận tuyên bố sẽ không liên quan đến Thường Hà nữa. Trở lại với Hàn Đình, anh được sếp Tiêu đến thăm. Cậu bạn ban đầu nghĩ rằng Kỳ Tinh giận Hàn Đình nên không có mặt ở đây, liền dặn Hàn Đình mau đi tìm cô để làm hòa. Nhưng khi Kỳ Tinh vừa đi mua hoa quả về, sếp Tiêu thấy thế liền biết mình đã khuyên nhầm đối tượng. Người ta yêu nhau đậm sâu thế kia làm gì có chuyện giận dỗi. Thấy Hàn Đình đã khỏe, anh chàng cũng tạm biệt họ mà đi giải quyết công việc. Tối đó Kỳ Tinh thay một bộ đồ bệnh nhân bước ra khiến Hàn Đình cảm động. Cô muốn ở bên anh dù mọi chuyện có như thế nào. Lúc này Hàn Đình nhận ra mình đã thực sự chọn đúng người để yêu. Vài ngày sau Hàn Đình được xuất viện, anh tỏ ra ốm yếu để được Kỳ Tinh về nhà mình chăm sóc. Vào đó nhìn thấy những món đồ mà cả hai trước kia đã từng có kỷ niệm với nhau vẫn được Hàn Đình cất giữ cẩn thận khiến Kỳ Tinh cảm động. Sáng hôm sau cả hai cùng nhau làm bữa sáng, sau đó cùng đến công ty trở lại với công việc thường ngày. Nhưng dường như vết thương của Hàn Đình chưa thực sự hồi phục, khi anh và Kỳ Tinh tập khởi động lại cảm thấy có gì đó không ổn. Sáng hôm sau Kỳ Tinh và Hàn Đình trên đường đi làm thì cô bất ngờ nhận được cuộc điện thoại báo tin rằng bên công ty Tả Dương đột nhiên muốn hủy hợp đồng hợp tác với bên mình. Hiện tại công ty đang rất cần vật liệu bên đó cấp, nếu không thì rất khó. Nghe xong điều đó, Kỳ Tinh bảo Chi Châu cứ bình tĩnh đợi mình tìm cách giải quyết. Phía bên đây Lật Lệ cũng gọi điện cho sếp Mã để nhờ ông ấy giúp đỡ, nhưng ông ấy luôn tìm cách từ chối không muốn giúp đỡ. Hai người lúc này đang bất lực vì nhờ hết công ty này đến công ty kia cũng không ai giúp đỡ được. May sao Kỳ Tinh báo tin về đã giải quyết xong mọi việc. Điều này làm cho Lật Lệ và Chi Châu rất vui vì điều khó khăn nhất cũng đã qua. Tối đến, Kỳ Tinh nói chuyện với Hàn Đình, không hiểu bên nào muốn ra tay hãm hại công ty tinh thần nữa, hết lần này đến lần khác may sao vẫn có cách giải quyết. Anh cũng khuyên cô không nên suy nghĩ quá nhiều nữa vì bọn chúng chơi đều như vậy, không sớm thì muộn cũng gặp báo ứng mà thôi. Sáng hôm sau, Cường Hà và Tiểu Địch ngồi bàn kế hoạch hãm hại công ty tinh thần của Kỳ Tinh. Dù làm cách nào thì làm cô ta cũng phải phá cho bằng được. Cùng lúc đó, Chi Châu cùng Lật Lệ cùng nhau đi dùng bữa. Tiện đây anh lấy một bó hoa thật to để có thể bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho cô. Nhưng vì quá ngại ngùng với mấy người ở công ty nên lần này Lật Lệ đã từ chối Chi Châu. Vì không muốn anh buồn lên, cô quyết định nhận bó hoa đó coi như thổ lộ tình cảm. Phía bên đây Lâm Gia đang rất buồn vì việc kinh doanh quán dạo này không đâu vào đâu.
Thấy như vậy, Tiểu Mông cho anh xem một đoạn video đã quay lén lúc say rượu để cho Lâm Gia Vui và bày tỏ cảm xúc đồng ý làm bạn gái chính thức của anh. Nghe xong điều đó, Lâm Gia Vui như được mùa vì điều mong chờ nhất đã thành hiện thực, anh lập tức trao cho cô một nụ hôn đầy ngọt ngào. Chuyển cảnh lúc này, Hàn Đình và Kỳ Tinh chuẩn bị cùng nhau đi dùng bữa, những vừa xuống hầm xe vì kéo tay Kỳ Tinh lại lên vết thương ở lưng lại tái phát khiến anh rất đau đớn. Một lúc sau, Kỳ Tinh đưa Hàn Đình đến bệnh viện nhưng lần này vết thương rất nặng, phải phẫu thuật mới khỏi được. Sáng hôm sau, Chi Châu đi đến thông báo cho Kỳ Tinh về đoạn video khách hàng phản ánh về sản phẩm ở công ty bị nhiễm phóng xạ rất nặng có thể gây hại đến sức khỏe. Cô tin chắc lần này có người giở trò nhưng vẫn phải bình tĩnh giải quyết vì không thể rút dây động rừng. Kỳ Tinh cho người đi nói chuyện với truyền thông thông báo chiều nay có cuộc họp gấp. Một lúc sau, lúc mà Hàn Đình cũng đi vào phẫu thuật cũng là lúc cuộc họp lớn toàn công Tinh được bắt đầu. Kỳ Tinh tự tin chứng minh rằng sản phẩm bên công ty Tinh Thần không hề nhiễm phóng xạ, chỉ là máy móc kiểm tra đang bị một số thành phần chơi xấu. Cho đến bây giờ kiểm tra bất cứ cái gì cũng bị nhiễm chứ không ngoài vật liệu y tế Đông Dương. Mục đích người đăng video đó nhằm tống tiền không đúng sự thật. Mọi người truyền thông nghe xong thì rất hài lòng cảm phục vì Kỳ Tinh đã làm sáng tỏ sự việc. Còn bên đây Tiểu Địch và Cường Hà tức điên vì không ngờ Kỳ Địch giỏi đến vậy. Xong việc ở công ty, cô lập tức chạy đến xem Hàn Đình phẫu thuật như thế nào. Rất may cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, Kỳ Tinh rất vui mừng ân cần chăm sóc cho anh. Hóa ra chuyện mà Tiểu Mông muốn nhờ Lâm Gia là phụ giúp công việc livestream khiến anh được một fan mừng hụt. Ở một diễn biến khác, Hàn Đình hỏi Kỳ Tinh có nghi ngờ ai là người đứng sau thì cô đã dự liệu được tất cả. Việc đã tới nước này thì cứ để họ xin lỗi công khai và dư luận sẽ chỉ trích họ. Còn có thể để y tế Đông Dương được một lần tuyên truyền miễn phí, thấy cô đã có phương án giải quyết hoàn hảo, Hàn Đình cũng yên tâm. Lúc này ông nội của anh tới thăm và khen Kỳ Tinh làm rất tốt. Ông trách Hàn Đình đã liên lụy tới cô nhưng đối với Kỳ Tinh hai người đã là một. Ra ngoài, ông nhắc nhở Hàn Uyển về những chuyện cô ta đã làm. Dù Hàn Đình chưa từng nhắc đến một câu nhưng trong lòng ông vẫn hiểu rõ, vì nếu anh muốn giở thủ đoạn thì Hàn Uyển sẽ không thể đỡ nổi. Sáng hôm sau, Kỳ Tinh tới tập đoàn Đông Dương tìm Hàn Uyển để cảm ơn vì biết cô ấy mấy ngày nay vẫn luôn đến bệnh viện. Hơn nữa, tin tức Hàn Đình nhập viện không bị truyền ra ngoài chắc chắn do Hàn Uyển đã giúp đỡ. Lần này Kỳ Tinh tới đây còn vì một chuyện khác, là muốn Hàn Uyển bỏ phiếu đồng ý trong cuộc họp ngày mai, và đối với cô ấy cũng chỉ có lợi không có hại. Sáng hôm sau, Hàn Đình và Kỳ Tinh tới buổi họp tại công ty. Anh giới thiệu với mọi người cô chính là phó chủ tịch của hãng Hải Tinh Thần đang phụ trách kho nhân tài An. Hai người cùng nhau thuyết phục cổ đông và giải đáp mọi thắc mắc thì lúc này có người muốn lập thêm giấy đảm bảo. Thấy tình hình căng thẳng, Hàn Uyển lên tiếng nói rằng Hàn Đình là người độc ác còn thù dai. Lần trước bản thân đùa có mấy câu đã mất toàn bộ cổ phần ở y tế Đông Dương. Ông ta làm thế này chẳng khác nào muốn Hàn Đình đuổi ra khỏi ban giám đốc. Mọi người bắt đầu biểu quyết và tất cả đều bỏ phiếu đồng ý. Cổ đông Châu không hiểu tại sao hôm nay Hàn Uyển lại đứng về phía Hàn Đình, thì cô ấy nói rằng mình chỉ vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật Đông Dương. Tất cả những điều mà Hàn Uyển làm cho mình trong thời gian qua Hàn Đình đều biết hết, kể cả việc chị gái vẫn thường xuyên đến bệnh viện thăm mình. Dù sao bọn họ cũng là chị em ruột thịt, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ở một diễn biến khác, Lật Lệ vì chuyện Tô Chi Châu sắp đi Đức một thời gian nên buồn bã. Trung Ý Ni thấy vậy thì khuyên rằng chỉ cần cô mở lời nhất định anh ấy sẽ ở lại. Thế nhưng Lật Lệ không muốn vì chuyện tình cảm mà hủy hoại tương lai tươi sáng của Chi Châu. Bên phía Hàn Uyển, cô ấy nhận được tin nhắn cảm ơn đến từ Hàn Đình thì vui mừng. Sau thời gian được Kỳ Tinh đặc biệt chăm sóc 24/24, cuối cùng Hàn Đình đã hồi phục hoàn toàn. Kỳ Tinh xem tin tức thì thấy Quảng Hoa đang ra sức xây dựng kho dữ liệu riêng, có vẻ như Thường Hà và Tăng Địch muốn dồn hết tâm trí cạnh tranh với y tế Đông Dương. Hàn Đình đến tìm ông và lấy ra dự án về nghiên cứu phát triển bác sĩ đám mây thông minh. Hàn Đình biết điều này đối với người ngoài có nghĩa là mọi ưu thế trong 10 năm qua của bọn họ đều trở thành công cốc, nhưng anh tin rằng nếu làm vậy thì Đông Dương sẽ trở nên bất bại. Ông nội thấy anh đã muốn chơi một ván cờ lớn như vậy liền đồng ý, sau đó nhắc tới Kỳ Tinh. Ông thấy cô là một người hiếm có khó tìm nên bảo Hàn Đình hãy mau rước về tránh để tuột mất. Không lâu sau, y tế Đông Dương đã công bố tin tức về kho nhân tài An Đông Dương thu hút sự chú ý sâu rộng của nhiều ngành trong xã hội. Việc Hàn Đình công khai bác sĩ đám mây thông minh khiến việc đầu tư vào kho dữ liệu của Thường Hà và Tăng Địch đổ sông đổ bể. Thường Hà cũng biết việc cô ta hợp tác với mình cố chấp đánh bại Hàn Đình là vì Tăng Địch chưa quên được cậu ấy. Vì thế Thường Hà mong cô có thể buông bỏ đoạn tình cảm đó để nhìn về thế giới tươi đẹp bên ngoài và hướng về phía người trước mắt nhiều hơn. Chuyển cảnh đến bữa ăn, Hàn Đình nhắc tới chuyện sắp tới sẽ đến gặp bố mẹ Kỳ Tinh để hoàn thành nốt nguyện vọng cuối cùng. Lâm Gia cũng hỏi về ước nguyện của Tiểu Mông và nói rằng mình sẽ giúp cô thực hiện nó. Cậu ấy hỏi đến Chi Châu khiến không khí có chút ngượng ngạo. Đúng lúc đó Kỳ Tinh nhận được tin Thường Hà và Tăng Địch đã bị bắt để điều tra về vụ Trương Phượng Mỹ và việc phỉ báng hãn Hải Tinh Thần. Cuối cùng những người làm việc xấu đều sẽ phải trả giá. Mọi người hỏi Chi Châu về giờ bay. Lúc này Lật Lệ cũng chúc cậu ấy đạt được tiền đồ của mình. Sáng hôm sau, Lật Lệ nhận được một hộp bưu phẩm của Chi Châu gửi đến dặn cô phải ăn uống đầy đủ.
Lật Lệ nhớ tới quãng thời gian hai người bên nhau, vội vàng chạy tới sân bay ôm chặt Chi Châu. Ở một diễn biến khác, Kỷ Tinh đưa Hàn Đình về nhà gặp bố mẹ. Bọn họ không ngăn cấm chuyện hai người quay lại, nhưng giữa yêu đương và cuộc sống hôn nhân là hai điều hoàn toàn khác biệt. Thấy cả hai đồng lòng, cuối cùng bọn họ cũng đồng ý. Mẹ cô biết Hàn Đình là một người tốt, nhưng vì gia sản nhà anh khá lớn, mối quan hệ cũng phức tạp nên bà sợ con gái mình sẽ bị ức hiếp. Kỷ Tinh nói rằng mình đã gặp gia đình anh, bọn họ đối xử với cô rất tốt, hơn nữa bây giờ cô cũng có quỹ đầu tư và cổ phiếu nên không ai dám bắt nạt. Dù cho cô có lấy chồng và sinh con thì vẫn sẽ mãi mãi là con của mẹ. Bên phía Lật Lệ và Chi Châu, hai người xác định mối quan hệ và bắt đầu cho một hành trình yêu xa. Chuyển cảnh về thành phố, Hàn Đình cầu hôn Kỷ Tinh, muốn cả hai mãi mãi bên nhau tới khi đầu bạc cũng không thay lòng, và dĩ nhiên anh nhận được lời đồng ý từ cô. Hai người bước tới bên nhau và trao một nụ hôn ngọt ngào. Hôm sau cả hai đi chụp ảnh để làm đăng ký kết hôn, bọn họ đến nơi khi xưa đã cùng nhau tới. Vị du khách trước đó mà hai người từng gặp cũng chúc phúc cho bọn họ, và sau tất cả những gì đã trải qua, cả hai chính thức về chung một mái nhà. Phần review đến đây xin được phép kết thúc. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những bộ phim hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.